Thầy Phương xin phép được mời anh Tầm giao lưu về học tâm đắc ngộ ra. Dạ. Vâng, em xin phép chào cô, xin phép chào cả nhà. Vâng, Dạ. cô đã Dạ. xin phép được chia sẻ cái bài qua. Thế thì hai hôm bài học về cách đặc biệt là đến cái bài học này là về thành công. Đúng thì lúc về thành công thì em cứ hiểu là một cái gì đó là các cái thành quả mà hôm nay, nhưng qua thì cũng mới rõ được cái một cái gọi là cái khái niệm đầy đủ. Thì đây em mới thấy rằng là nó rõ ràng, và ví dụ như là chính cái nhân cách đó thì đúng là nếu mà có bốn cái chín cái nhân cách này thì đúng là cái sức hút của nếu mà mình mà tạo ra mà có đủ cái chín nhân cách này thì đúng là cái sức hút với cái mọi người xung quanh thì em thấy đó là rất lớn. Thế thì hôm qua thì sau khi đó về thì em cái bài học hôm qua thì em mới thấy rằng một cái em xin phép được chia sẻ một cái hiện thực. Thì em nhớ là cô có nói một câu là cái phân mảnh nhân cách, và đúng hôm qua thì em mới về đúng em mới bảo là một cái mặc một cái áo dòng nhân cách này là đi đâu đi, nghĩa là đi đâu cũng mặc, ví dụ đi ra ngoài cũng mặc mà đi về nhà cũng mặc. Thế thì một trong vấn đề là có thể nói là cái năng lượng mà có em cảm thấy là ví dụ có thể là mặc đi ra ngoài mà có khi là về nhà là không hiểu sao mà cảm thấy nó lại có khi lại thay ra thành cái áo nó lại không đủ cái chín cái nhân cách này, nên kiểu ra là mới thấy rằng nó có thể chưa đáp ứng được. Thế thì là có những cái đợt mà em nhớ là em đi tập huấn chia sẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân về trồng lúa nuôi cá, thì em mới thấy có thể buổi sáng em đứng em nói khoảng 2 tiếng, buổi chiều em hai nói 2 tiếng, thì em mới bảo thế thì về nhà là khi đi nói như thế và tươi cười mà về nhà là coi như gần như là mình bảo nói nhiều rồi, giờ về nhà là không nói nữa. Thế thử ra là em mới thấy rằng là như bài học hôm qua em mới thấu hiểu là cái mình chỉ có cái không tạo ra được một cái năng lượng mới, mà nó chỉ có ví dụ như cái năng lượng đã có thì nó chỉ có là nói 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều thế là hết, buổi trưa về nhà hoặc buổi tối về nhà thì nó hết năng lượng rồi thì thôi con không nói nữa. Thì một trong những cái vấn đề là bài học thì em muốn là chia sẻ đến một cái hiện thực, nghĩa là đi ra ngoài thì cái năng lượng làm ví dụ làm việc là ngày 8 tiếng thì đã hút hết, thế là về nhà thì cái năng lượng này không đủ, thì cuối cùng là hóa ra là cái về nhà thì cái áo này nó đã không đủ, nó thiếu đi cái nhân cách, thì đôi lúc thì có khi nó lại là không đủ một cái niềm vui hay không đủ một cái năng lượng mà khi thời gian hết giờ làm việc và về nhà. Thế thì qua đây em mới thấy rằng là phải đặc biệt là cái vấn đề này là phải điều chỉnh, là nhân là cái huân tập và chuyển hóa ngay lập tức để điều chỉnh, lúc nào cũng phải là cái giàu năng lượng, kể cả khi đi công tác lẫn về nhà là luôn luôn 24 giờ trong ngày, là lúc nào mà cứ gọi là thức mà làm việc hay để vui chơi là đều phải năng lượng, là phải trạng thái là cân bằng, là được luôn luôn cân bằng. Chứ còn như thế này thì em cho rằng là nhiều hôm mà đi làm việc mà đã mất nhiều năng lượng thì đúng là cái năng lượng không được bù đắp, thì về nhà thì em cảm thấy là nó bị là gọi là ở trạng thái âm, thế do vậy là nó cũng 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 không tốt. Thì bây giờ là cái bài học rút ra là cái cân bằng được cái điện từ âm dương này để làm sao mà đi cũng như ở về, và lúc nào nó cũng ở cái trạng thái là giống nhau. Mà em nhớ cô nọ có mấy cái quan trọng nhất, đó là gì, là quan trọng với người đối diện. Thế thì đi mình làm việc thì với người đối diện rồi, thế mà về nhà thì là về cái người đối diện đang là cái quan trọng nhất, nhưng mà thôi lại đi thì quan trọng nhất rồi thì về thì hết rồi thì là quan trọng mất, là thành thứ nhì mất rồi. Thế nên thực ra là riêng cái này thì em cũng cảm thấy rằng là đối với một cái bài học hôm qua thì đấy là em nhận thức sâu sắc và phải chuyển hóa ngay lập tức, nghĩa là bây giờ làm sao mà tái tạo một cái nguồn năng lượng và làm sao để cho những cái thời gian mà khi đi ra ngoài cũng như về nhà để làm sao luôn luôn mà ở trạng thái cân bằng và hướng dương để điều chỉnh cái năng lượng này thì mới là
chủ cái nội tâm để làm sao để là chủ cái ra cái bên ngoài. Và đặc biệt đấy, như hôm qua mà cô đã chia sẻ mà chín cái gọi là dòng nhân cách, thì đó là vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ và trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung và khiêm tốn, như là độ chân thành. Thì đúng là cái bài học hôm qua thì rút ra và để chuyển hóa hàng ngày luôn, để đi đến đâu là bắt đầu là đấy, từ bắt đầu từ bài học tối qua sáng nay thì là trước khi ngủ dậy vẫn trên giường là tư duy lại và để điều chỉnh những cái hôm qua là đã học được bài học từ cô, là để bắt đầu ngày hôm nay là để cân bằng và luôn luôn là tất cả khi cái thời điểm nào đối diện với ai để luôn luôn giữ trạng thái cân bằng và hướng dương, để lúc nào cũng luôn luôn ở trạng thái vui vẻ, không để cái trường hợp mà như trước cái năng lượng không điều chỉnh các trạng thái khi đi hoặc là khi về. Thì đấy là cái bài học mà hôm qua có lẽ là em tâm đắc ngộ ra và muốn chuyển hóa luôn bắt đầu từ ngày mai. Và cái này là đối với em đang bị là nó như kiểu là bị thiếu, có thể nói là từ trước cái này là còn cái này là cái em thấy là chấp chuyển hóa mà hoặc là chấp được rèn luyện để thay đổi cái trạng thái này. Và em rất biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã lắng nghe và chia sẻ với em. Dạ, biết ơn chia sẻ của anh Tập. Sáng ngủ dậy phải tư duy luôn ạ. Cả nhà nghe Phương nói có rõ không ạ? Bên phòng Zoom số 1 với lại bên phòng Zoom số 2, cả nhà nghe Phương nói có rõ không ạ nhà? Dạ có. Dạ bên phòng Zoom số 2 các anh chị nghe rõ Phương chưa ạ? Dạ. Dạ chị Oanh rồi chỗ chị, các chị ở bên phòng Zoom số 2 các chị có nghe rõ không cả nhà? Chị Ngọc Bích có nghe được không ạ? Dạ bên đây Phương nhận được rồi ạ. Phương nhận được thông tin là bên phòng Zoom chính các chị nghe rất rõ rồi. Không biết là bên phòng Zoom, các phòng Zoom số 2 các anh chị có thuận lợi nghe không ạ? Thì Phương thấy một người bảo tín hiệu hơi nhỏ thì Phương điều chỉnh lại rồi. Không biết cả nhà nghe rõ Phương chưa ạ? Nghe nhỏ ạ. À bên này. Các anh chị ở phòng, anh chị phòng Zoom số 2 nghe được rõ không ạ? Dạ thế, nghe rõ đúng không ạ? Vậy thì Phương xin phép là nhờ cả nhà là điều chỉnh mic giúp Phương, à điều chỉnh cái loa giúp Phương nha. Dạ, mọi người nghe rõ đấy ạ. Dạ, có thể là cái thiết bị của anh Tập á, là anh ấy, thiết bị ấy nó nhỏ hơn một chút thôi, nhưng Phương thấy là anh cũng rất nỗ lực là anh ngồi rất gần rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái thiết bị của Phương này cả nhà có nghe rõ thì là mình ổn định được. Dạ. Dạ biết ơn cả nhà phối hợp. Dạ biết ơn cả nhà. Dạ biết ơn phần chia sẻ của anh Tập. Cái tấm áo nhân cách này, tấm áo giàu nhân cách này, cái tấm áo này đắt lắm. Áo này đúng là đây là một cái gọi là tấm áo đắt nhất hành tinh, đắt nhất lịch sử loài người, Phương hay nói. Dạ biết ơn cả nhà. Thế nên đấy cả nhà. Cái gì không học chứ, nhưng mà riêng cái bài giàu nhân cách này Phương có nhân duyên với cái chủ đề này lắm. Là cái chủ đề mà ngày trước Phương học master ấy, học cái chương trình tổ của tổ chức ấy, bồi dưỡng tổ chức, thì cái nhóm của Phương là cái nhóm tên là nhóm nhân cách luôn. Ngày đấy cũng có nghi vấn lắm. Nhóm nhân cách luôn, bây giờ Phương vẫn còn nguyên là cái nhóm đấy, các anh chị rất là kết nối với nhau. Đúng là mỗi người một một màu sắc khác nhau, nhưng mà chắc chắn là chủ đề đấy mình gắn với lại cái chủ đề này cũng có phải có một cái ý nghĩa nào đó, cũng phải có một cái thông điệp nào đó. Thế nên là mỗi lần được gọi là được khoác trên mình này, học này, xong rồi một lần nữa nhắc nhở mình về mặc cái chiếc áo này, lúc nào cũng phải nhắc nhớ mình mặc vào rồi, gọi là chiếc chiếc áo đắt nhất hành tinh mà, mặc vào trên mình cái chiếc áo này rồi thì từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả trong tất cả những nhân xử thế của mình, trong mọi cái hoàn cảnh của mình ấy, thì đều chúng ta đều nhất quán cái nhân cách của mình cả nhà, nhất quán cái nhân cách dù là vai trò là gì. Có thể hôm nay Phương trò chuyện với lại các anh chị ở trên Zoom hay là đi ra ngoài ấy, thì cũng hướng tới là gì ạ, kiện toàn nhân cách, làm giàu cái nhân cách bên trong của mình. À, dù ở đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình về với bố mẹ, mình ra gặp bạn bè của mình đi ra gặp gọi là khách hàng hay đối tác, thì đều là khoác trên mình cái tấm áo giàu nhân cách này, là để gì ạ, để chúng ta nhất quán cái nhân cách bên trong, chúng ta định hình cái nhân cách của mình trong tất cả mọi người đều là giàu nhân cách cả nhà. Mình khoác cái tấm áo này ở bên trong mình thì dần dần từng bước theo chín cái nhân cách này, thì chúng ta bắt đầu từ cái nhân cách là chân thật,
biết tất cả mọi thứ như vậy đấy. Cái ánh mắt của mình, người ta cũng có cảm giác là nhìn vào cái ánh mắt của mình, nó không còn là suy nghĩ khi nói đấy. Bớt nghĩ nhất khi nói, bớt nghĩ nhất khi nghe, bớt nghĩ nhất là khi khi mình giao tiếp với mọi người. Trong giao tiếp bớt nghĩ nhất, cái sự đơn giản ấy, nó làm cho người khác muốn ở gần mình, làm cho người khác cảm thấy an toàn và tin tưởng khi ở cạnh chúng ta. Đó cả nhà. Thế nên là gì ạ? Thế nên là trong suốt cái thời gian mà Phương được chuyển giao cái đồ hình này cả nhà, một thời gian nghi vấn nhiều lắm, nhưng mà đúng là cũng phải có đến một dạo đủ nhân duyên thì lúc đấy là mình muốn trở thành cái điều này, mình muốn trở thành một người là giàu nhân cách, mình định vị tất cả cái hình ảnh mình là gì, định hình mình vui vẻ, định mình hy vọng, định hình mình có niềm tin, có trí tuệ, có trân trọng biết ơn, có yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật, lúc nào cũng là như vậy. Định hình cái hình ảnh của mình trước và sau đó để tạo lập giá trị, mang lại cho người cái sự vui vẻ, mang lại cho người hy vọng, mang lại cho người niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Dạ, biết ơn chia sẻ của anh Tập. Có hình là trở thành. Dạ, có hình là trở thành. Dạ, biết ơn anh. Còn có nghi vấn với cả nhà, chỉ còn có nghi vấn là trở thành rồi. Dạ, biết ơn anh. Dạ, Phương xin chào cả nhà. Phương xin phép mời giao lưu của chị Vân Vân Stick đến từ Hải Dương đúng không ạ? Vương nhớ chị Vân giao lưu là đến từ Hải Dương. Dạ mời chị. Em bật mic ạ. Dạ. Dạ nghe rồi chị ạ. Để em đang mất hình hay sao ấy ạ? Dạ nghe được, nhìn thấy chị luôn được đấy chị. À rồi. Dạ, em chào cô, chào cả lớp. Lời đầu tiên cho em Vân xin trân trọng gửi lời biết ơn tới thầy và tổ chức. Và lời thứ hai em xin gửi lời biết ơn tới nhân mạch của em. Hôm trước em giới thiệu vội quá nên là chưa biết ơn đến nhân mạch của mình. Thì thật ra em được vào khóa thấu hiểu nội tâm này từ khoa K20, nhưng mà ca nào em chỉ học một chút thôi vì em có nhiều công việc nên là em chưa có khóa nào em học trọn vẹn cả. Như em nhận được cái tôi chính mình thì cũng không đếm lúc nào thì cũng không hay, như từ khi mà trong cái con người mình ấy nó nở rộ mọi thứ thì lúc đấy em biết là à đây là cái sự chân thật lâu chính mình, là những cái gì mà không thay đổi qua không gian và thời gian nó là sự chơi, sự chân thật lâu chính mình, là khi lúc gặp con người nào mình cũng cảm thấy vui vẻ và gặp ai mình cũng thấy người ta đẹp, không có cái gì là một cái nét xấu cả. Thì mình nói cái người gần gũi nhất của mình đó là ông chồng, là anh xã, và bây giờ thì mình gọi là người yêu. Và bởi vì cái con người cái anh chồng đấy mình coi như là mình yêu một anh mới và mình luôn gọi là người yêu, thì lúc nào nó cũng cũng mới mẻ. Thế mọi người thì hay ngạc nhiên mà quay lại sao cái chị này 50 tuổi rồi lại sao lại cứ có người yêu là thế nào nhỉ, sao lại có người thích. Bảo không, chị anh này là người yêu chứ không phải anh chồng, vì là anh người yêu nên là lúc nào mình cũng cảm thấy mình trân trọng nhau, nâng niu nhau. Thế và có những bối cảnh mà anh hay cáu giận hay bực bội, có những khi anh còn chửi mình thì mình bảo ô sao anh chửi nghe nó đáng yêu thế, anh bảo chứ cô đúng là con điên. Thế mình bảo chứ trời ơi anh ơi, làm gì có con điên nào mà chửi mà nó còn cười, em chỉ có là cô tiên trở lên thôi, làm gì có con điên. Và cái cuộc sống của mình nó cứ cứ rộn ràng như vậy thôi, và mình muốn là hiện thân của sự hạnh phúc, của tình yêu, để ai đó nhìn vào cũng thấy cái cuộc sống hôn nhân của mình được vui vẻ như vậy, để giúp được mọi người có được một cái hôn nhân hạnh phúc, hòa hợp. Và đấy là cái nguyện của mình. Và một cái chia sẻ nữa thì cái công thức mà tìm về sự chân thật nơi chính mình ấy, thì là thật nó áp dụng hết tất cả vào mọi công việc của mình, vào cuộc sống của mình, về khách hàng của mình. Ai đến với mình người ta cũng cảm thấy là được một cái sự rất chi là trân trọng, gặp cái cô này rất chi là vui vẻ. Người ta không chỉ mua sản phẩm của mình mà người ta mua cái con và mua cái sự trân trọng của mình đối với khách hàng. Thì
em cảm thấy là vô 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 cùng biết ơn cái tri thức của thầy đã truyền trao và của tổ chức. Thật ra em cũng hơi run ạ. Biết ơn cả nhà, biết ơn cô đã cho em được chia sẻ. Để em xin dừng lời ở đây và để buổi sau em lại chia sẻ tiếp. Hôm nay là buổi 19 rồi, còn buổi mai với buổi 1 nữa. Cô Tiên cũng biết run. Em cố gắng ngày mai. Biết ơn chị Biết cô Tiên ơn Văn ạ. Stích. Cô Tiên cũng biết run luôn. Cũng run ạ. Dạ, trân trọng biết ơn chị Vân. Dạ. Biết ơn cô. Đã. Khi mình khởi tạo là cả nhà một người khi mà gì ạ, khi họ đạt được cái nhận được cái sự chân thật với chính mình ấy, khởi tạo được cái tánh phong nội tâm và lúc đấy cái tâm thái của mình đạt được cái tâm thái an vui ấy, thì lúc đó mình nghe biết đang nghe, thấy biết đang thấy, biết là mình đang có biết như vậy và nói là biết cô đang nói đấy, thì lúc đấy mọi thứ trong cuộc sống của mình nó dừng, nó suy nghĩ ít nhất có thể, chính lúc lúc đấy cả nhà không còn có dính mắc về cái gì đó, cái tham và tưởng của mình nó cũng dừng lại, thì chính thức lúc đấy này cái kỳ vọng của mình về cái người chồng của mình nó cũng không còn, nó không còn dính mắc nữa, mà đâu có dính mắc gì đâu, bình thường là gì mình sau đó là mình quay lại mình khởi tạo ấy, chỉ nhìn thấy cái hình ảnh đẹp nhất người ta lựa được, mà lúc đấy mình làm chủ được cái tâm thái của mình, lựa được cái gì, lựa được cái thứ tốt nhất đấy, và chính cái mình này, chính cái sự chân thật bên trong, cái hình ảnh của bên trong mình này, cái hình ảnh bên chân trong mình định hình trong mình rồi, và mình mang đến cho người khác cái điều đó, giúp cho người khác đạt được cái điều đó, thì chính lúc đấy người ta cảm thụ được cho mình, cảm thụ cho mình cái sự an toàn á, dù là gì ạ, dù có cảm thấy là cáu với mình, người ta không thể cáu nổi, nhìn thấy mình họ không thể cáu nổi đó rồi, vì mình chân thật đến cái nỗi ấy đúng không, nhiều khi có những sự vụng về nó đáng yêu cơ. Biết tất cả mọi thứ đang như vậy, vụng về biết là mình đang có vụng về như thế, nhưng không có dính mắc, và thấy người cũng không có dính mắc gì hết trơn cả nhà, thì chính thức lúc đấy này nó là khởi tạo nên cái nhân cách chân thật, nó chính là gì ạ, nó cần có cái có cái sự sinh hóa cho các cái nhân cách khác từ cái nền tảng chân thật đấy. Đã. Nó cần sinh hóa từ nó mà sinh hóa những cái điều khác, sinh hóa là cái nhân cách bao dung, sinh hóa cái nhân cách khiêm tốn, thì chút nữa Phương sẽ giải thích cả nhà ra làm rõ về nhân cách khiêm tốn, rồi thì trên cái nền tảng đó cái nhân cách trân trọng biết ơn nó được hình thành, rồi gì ạ, trên cái nền tảng đó cùng đấy sinh ra, bắt đầu là gì, luôn chuyển các cái tầng bậc nhận thức, tạo ra cái nhân cách trí tuệ của chúng ta, rồi cái nhân cách niềm tin, nhân cách hy vọng và nhân cách vui vẻ. Vui vẻ trên cái nền tảng của an vui nó khác lắm, nó không còn là sự thỏa mãn khoái lạc nữa, mà trên cái nền tảng của an vui nó rất là khác. Dạ, biết ơn chị Văn Stick. Dạ, em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà. Tự cây tự cẩy, gọi là cái gì, tự cây thì cây đổ, tự núi thì núi rời, tự người người rời đi, con cái thì cũng đến lúc là cũng có gia đình riêng, bố thì có mẹ, mẹ thì có bố, anh em thì cũng có vợ chồng, nên cái người đồng hành với mình dài hạn nhất đấy cả nhà đó chính là người chồng, mà mình đã chủ động chứa đựng được cái hình ảnh tốt đẹp của người chồng rồi thì không có gì hạnh phúc hơn cả. Không có gì hạnh phúc hơn đúng không anh chị? Đã, không có gì hạnh phúc hơn là khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh tốt đẹp nhất của người chồng của mình, người bạn đời của mình mãi mãi không có vấn đề. Đã là gì ạ? Đã là chồng mình mãi mãi không có vấn đề. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính mình, nhưng không phải phải lỗi của mình. À, là sao nữa? Trong cái phần mà chúng ta giao lưu cùng với nhau ấy, mình chủ động kiến tạo cái người chồng ấy đến với mình họ là ai, là do cái hình ảnh bên trong mình kiến tạo lên đúng không cả nhà, họ là ai, họ đẹp hay là họ thành công, hay là họ là một cái chàng trai hay là một cô gái như thế nào ấy, thì là do mình kiến tạo, họ có thể trở thành chủ tịch tỉnh hay là trở thành giám đốc là do mình kiến tạo, nên người đàn ông chỉ cần một cái người phụ nữ thực sự chứa đựng mình thôi. À, và cái môi trường ở đấy người phụ nữ có được chín cái nhân cách này thì cả nhà nghĩ nào, một cái gia đình mà có chín được cái nhân cách này thì sẽ như thế nào, chín cái nhân cách này không thể hình dung đúng không ạ, không thể hình dung được. Dạ, biết ơn chị Vân. Dạ, như anh cô. Dạ. Phương xin phép mời chị Hồng Anh.
Dạ, em chào cô, em chào cả nhà, em biết ơn cô đã gọi đến tên em. Dạ, thì em chỉ muốn chia sẻ chút xíu với bài học ngày hôm qua. Khi mà cô nói đến sự thành công của một người á, thì khi mà đời người của chúng ta chỉ có hai việc, thì việc làm người, làm việc và làm người. Thì khi mà nghe cô nói đến làm người á, thì nó chiếm đến 80%, mà làm việc á, thì chiếm 20%. Mà khi mà chúng ta làm việc thành công mà làm người chưa thành công thì cũng chỉ là tạm thời. Mà làm người thành công mà làm việc chưa thành công thì cũng chỉ là tạm thời. Thì khi mà em nghe cái khái niệm của sự thành công á, là thành công, thì trước đây em vẫn nghĩ rằng á, là thành công á, là mình đạt được những gì mình đặt ra, những mục tiêu mình đặt đặt ra. Chẳng hạn như mình muốn thành ông này bà nọ, mình muốn có một công việc, một cái sự nghiệp gì đó, mình đặt ra những mục tiêu của mình á. Khi mình đạt được những cái mục tiêu mình đặt đặt ra thì mình gọi là đó là sự thành công. Khi chúng ta tậu được xe, nhà cửa, hay là có chức danh, có chức vụ thì chúng ta gọi là sự thành công. Nhưng mà khi mà em nhận được tri thức này á, thì em mới ngộ ra rằng á, sự thành công của mình á là khi mình đạt được những cái mục tiêu mình đặt ra, và thứ hai nữa là trưởng thành trong nhận thức, trưởng thành trong suy nghĩ, và thứ ba nữa là được những người khác muốn ở cạnh mình. Thì đó là ba vấn đề mà tạo ra sự thành công của một đời người. Thì ở đây em mới nghĩ mới ngộ ra rằng á, để người khác muốn ở gần mình á, thì mình mặc trên mình một chiếc áo nhân cách, mà chiếc áo nhân cách này á là chúng ta phải huân tập và sự vui, mang đến sự vui vẻ cho người khác, rồi á sự niềm tin, rồi trí tuệ, hy vọng, mang đến sự hy vọng cho người khác, cho chính bản thân và cho người khác, rồi sự trân trọng, biết ơn, bao dung, và trí tuệ. Thì đặc biệt nhất là cái gọi chúng ta trí tuệ, rồi chúng ta lại khoác trên mình cái nhân cách đó là cái niềm tin, rồi sự khiêm tốn và sự chân thật. Thì những yếu tố này tạo ra cho con người chúng ta một cái sự gọi là nhân cách kiện toàn. Thì khi mà em ngộ ra được, thì em thấy mỗi ngày chúng ta huân tập để chúng ta khoác trên mình chiếc áo. Sự thành công của chúng ta không đến từ cái việc mà chúng ta làm ông này bà nọ, hay là có được tất cả những gì chúng ta mong muốn, nhưng mà chúng ta mang đến cho những người khác sự vui vẻ, gọi là cái nhân cách mà chúng ta mang đến cho những người khác đó, là luôn luôn quan trọng. Và khi mà mình đã cân bằng được cái trạng thái luôn luôn nuôi dưỡng cái trạng thái nội tâm của mình đó, là với cái sự trân trọng, biết ơn và bao dung của mình đó, và chúng ta trau dồi kiến thức hay là trí tuệ của chúng ta mỗi ngày, thì em nghĩ rằng đó, sẽ tạo ra một cuộc sống đó, là an vui hơn, và chúng ta giải quyết đứng trên vấn nạn một cách đó là an vui hơn. Thì em thấy bài học mà em nhận ra được từ tri thức của thầy cô chuyển giao đó, là rất rất là quý giá, bởi vì khi mà không mà gọi tên được á, mỗi ngày chúng ta cũng muốn đem cái sự vui vẻ của mình cho mọi người, rồi khi mà chúng ta không nhận được giống như là sự vui vẻ của chúng ta đến với mọi người, mà ngày này một ngày á, thì có nhiều chuyện xảy ra, nhiều khi vui, nhiều khi buồn, thì khi mà chúng ta không cân bằng được cái cảm không nuôi dưỡng cái cảm xúc nội tâm của mình á, thì chúng ta dễ mất năng lượng, và chúng ta lại không nhận ra cái con người là không có vấn đề, con người luôn luôn là không có vấn đề. Thì em nhận ra bài học này, và em thấy cái mỗi ngày trôi qua là trong sự an vui. Thì em chỉ muốn chia sẻ một chút xíu về cái bài học ngộ ra của em như vậy. Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Biết ơn cô. Vâng. Chúc mừng chị Hồng Anh.
Bộ người ta hay thật chứ, đã giải thích gì đâu mà đã hộ mà lên thấy rồi. Đã nói gì đâu cả nhà nhở, hôm qua mới nói đến một chút ngăn cách chân thật à, đã nói gì đâu đúng không ạ. Dạ chào cả nhà. Cái tấm áo giàu nhân cách này này, Phương nghe đi nghe lại cả nhà, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại, đôi khi nó chỉ là cái định hình của mình thôi, định hình của mình thôi. An vui chứ, mình được học rồi này, vui vẻ đến sự an vui, vui vẻ đến từ khoái lạc này, trí tuệ học rồi này, trân trọng biết ơn này, yêu thương thì chúng ta theo dõi học phần thấu hiểu yêu thương của cô giáo Hoàng Anh này, bao dung học rồi này, thông qua chân thật thì chúng ta biết đến rồi, còn có khiêm tốn, còn có niềm tin và hy vọng đó thôi. Nhưng mà cả nhà, cái này nó không cần thời gian để ngẫm đâu, nó là định vị con người mình ấy. Chúng ta nhìn thấy người hy vọng như nào thì cái hình ảnh nó, cái hình ảnh của người hy vọng nó là con người mình, và giúp cho người khác mang hy vọng. Mình cảm thụ bản thân mình này, chính mình muốn nhận được cái hy vọng như nào, mình thích ở gần một cái người hy vọng như nào, thì bản thân mình định vị mình cái hình ảnh đó. Và sau đấy là gì, mình đến đâu, mình đến người khác, mình cũng tạo dựng mang lại cái hy vọng cho người khác. Nó là như vậy đấy cả nhà. Niềm tin cũng như vậy, niềm tin cũng thế, bản thân mình này, mình rất thích ở một cái người mang lại cho mình niềm tin, đúng không cả nhà? Ai cũng thích, thích lắm chứ. Và bản thân mình khi có hình ảnh đấy, mình định vị này, nhắc đến mình là nhắc đến niềm tin, nhắc đến mình là gì, sống rất nhiều niềm tin, sống rất nhiều hy vọng, và gì, bản thân mình mong muốn cái điều đấy, người khác cũng như vậy, thì chúng ta mang đến cho người khác cái đi niềm tin và hy vọng, thì chính thức lúc đấy này, cái trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong họ, họ thấy được gì, họ cảm thụ được cái hình ảnh đó bên trong mình nó rõ nét, thì chính thức lúc đấy là gì, cái nhân cách mình, có cái nhân cách đó, nó đơn giản lắm cả nhà. Thế nên là gì ạ, làm người thành công không phải gì khác cả, chúng ta có thể nhìn vào đây bằng sự nghiệp, chúng ta nhìn vào quá trình trưởng thành, nhưng nó còn một cái thứ nữa mà chúng ta nhìn vào, đạt điều mong muốn nhưng mà có con người ở gần mình, người khác thích ở gần với mình, người khác thích ở cạnh mình, người khác thích ở cạnh mình, người khác thích ở cạnh mình, nếu như chúng ta có những điều này. À, bây giờ Vương hỏi cả nhà này, vậy thế nào là một người vợ thành công? Thế nào là một người chồng thành công cả nhà? Là Phương mở mic cả nhà nhá, Phương mở mic cho cả nhà cùng nói này. người chồng Không, lát nữa tắt này. Thế nào là một người chồng thành công? công, người cả Cái gà thích ở gần ạ. Biết đơn hoài thương. Người chồng thành công là người vợ, người vợ là người vợ và người chồng thích ở gần, đấy là người, những người vợ thành công đúng không? Người con thích ở gần. Vậy Vương hỏi này, thế nào là một người em thành công, rồi thế nào là một người sếp thành công? Rồi thế nào là một nhân viên thành công, thế nào là một người nhân viên thành công đó, mình quay lại định nghĩa này, người sếp thành công là người mà người nhân viên thích ở gần. À, người sếp thành công là người nhân viên, là người mà nhân viên thích ở gần. Người vợ thành công thì là người chồng thích ở gần. Người chồng thành công là người mà người vợ thích ở gần. Thế bây giờ Phương hỏi cả nhà này, thế nào là một lớp học thành công? Thế nào là một lớp học thành công ạ? Là lớp học mà học viên muốn học mãi. Là học viên chuyển hóa. Là học viên thích ở gần ấy. Người em thành công là người anh chị thích ở gần. Lớp học thành công là lớp học mà học sinh học học thích hoài. Nhiều định nghĩa thế. Là lớp học mà các con thích đi học hơn thích ở nhà. Biết ơn chị Ngọc Linh. Là lớp học mà có tự tương tác liên tục giữa cô và học viên. Rồi, lớp học thành công là có nhiều học viên muốn vào học và chuyển hóa.
Đó, đúng là học lại còn chuyển hóa luôn này. Lớp học thành công là lớp học học đi học lại. Lớp học đi học lại. Đã. Lớp học thành công là lớp học như lớp học của Phượng. Biết ơn cả nhà môn thí quá. Lớp phối hợp quá. Lớp học thành công là lớp học và mọi người học muốn học mãi. Vậy thì các anh chị có nhìn thấy không này? À, cô và học viên thích nhau học hoài. Học mãi anh thích. À, là lớp học mà khi nghe đến ai cũng muốn học. Dạ, biết ơn chị Hồng Anh. Dạ, biết ơn bối cảnh của chị Hồng Anh. Lớp học mà nghe nói là ai cũng muốn học. Lớp học mà ai cũng muốn học đúng không cả nhà? Ở trong cộng đồng WIT cả nhà. Vậy thì cả nhà thấy này, đến với lớp học của chúng ta, các anh chị có thấy có sự vui vẻ không? Đến với lớp học các anh chị có thấy có hy vọng không? Có ạ. Vào lớp học các anh chị có thấy có niềm tin không? Ồ, các anh có chị cảm thấy là vào đây mà mình được gì ạ? Mình được nâng cái tầng nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ không cả nhà? Sao không ạ? Vào lớp học này các anh chị có cảm thụ được cái sự trân trọng biết ơn ở chùm khóc không ạ? Rồi các anh chị có thấy được yêu thương không? Hôm nào cũng mong đến giờ học luôn à? Đầy đủ luôn. Các anh chị có cảm thấy cái sự bao dung ở trong lớp học không ạ? Cái sự bao dung nó toát ra trong lớp học đấy không? Rồi khiêm tốn, rồi chân thật. Đó. Nếu như mà gì ạ? Nếu như mà cảm thụ được hết tất cả các yếu tố này trong lớp học ấy, thì là gì ạ? Là một cái lớp học thành công. Một cái lớp học mà gì ạ? Mang lại cho người khác sự vui vẻ này, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật mà người khác thích ở gần. Mà người khác thích ở gần. Người giàu nhân cách ấy, hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn, là người tập hợp đủ đầy 9 cái yếu tố này. Và làm sao? Và người khác thích ở gần. Người khác thích ở gần là khi có 9 yếu tố này. Để nhà ha. Dạ, giao lưu đầu giờ mình giao lưu chút chút. Rồi, biết ơn chị Hồng Anh. Phương xin phép mời chị Hoài Thương. Xin phép mời giao lưu của chị Hoài Thương. Phương xin phép hạn tay của chị Hồng Anh nha. Rồi, Phương mở mic cho Hoài Thương này. Dạ, chào chị. Chào Hoài Thương. Mỗi bản thân và mỗi 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 quan hệ
ngơ ngơ em cứ người ngâm ngâm vì người từng công mà người ta chỉ cần em ngất đi mà em cứ cần một người ngâm ngâm em cả nhà có ăn ngọc nhìn nhớ Một cái kiểu như chị em biết ơn cô, em biết ơn cả nhà, biết ơn các anh các chị. Giỏi quá, hôm nay còn đếm gái nữa chứ, hôm nay còn nói rõ thì nói rõ cả nhà nghe rõ hết 100% đúng không ạ, nghe rõ hết này, cảm thụ rõ hết này. Học giỏi, học thuộc định nghĩa giỏi nhân cách rồi luôn này. Rồi, biết ơn Hoài Thương. Dạ, trân trọng biết ơn Hoài Thương. Chúc mừng Hoài Thương. Dạ, biết ơn Hoài Thương. Dạ, hôm nay nói rõ lắm rồi. Dạ, cả nhà. Dạ, chào, em chào cô, em chào cả nhà. Biết ơn Hoài Thương. Cả nhà mình đọc thuộc phép định nghĩa cho cả nhà. Hôm nay có ai tự tin đọc một hơi 3 lần không ạ? Đọc một hơi 3 lần định nghĩa giàu nhân cách này. Hôm nay có ai tự tin đọc một hơi 3 lần không này? Siêu nhân tài này. Hôm nay các siêu nhân tài có ai muốn giơ tay đọc cùng cả lớp về định nghĩa này không cả nhà? Còn ai có muốn chia sẻ bài học tâm đắc hộ gia sau khi hôm qua mình học về một một phần của bài của học phần nhân cách này không ạ? Giáo nhân cách ạ. À chị Dung ạ, hôm nay chị Dung muốn giao lưu ạ. Dạ, tôi xin phép mời chị Dung để Phương mở mic cho chị nha. Dạ, chào chị Dung. Em chào cô, em chào cả nhà. Em xin đọc. Đây, người giàu nhân cách. Người giàu nhân cách là người có nhân cách kiện toàn, là người lúc nãy em thuộc vào từ chung em hồi hộp cái em lại quên mất chữ rồi, cho em học lại. Dạ. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kết toàn, là người tập được thứ này nhưng chẳng phải tập em cách nhận thức nội tâm bên trong biểu hiện thông qua vui vẻ hay bằng niềm tin chi tiết trân trọng biết ơn sự dùng bao dung khiêm tốn chân thật đối với bản thân đối với mối quan hệ xã hội của một người. Cái này mình đọc dài luôn rồi các con biết ơn cô biết ơn cả nhà. Hôm nay là siêu nhân tài, nỗ lực lắm rồi đấy. Dạ, Mai có thể đọc tốt hơn ngày hôm nay hết rồi đang nè. đang học đọc đọc cho dài. À, thế mình nay hôm qua mình học xong rồi, mình đọc xong rồi, mình có bài học gì sau buổi học ngày hôm qua mình dòm nhân cách không ạ? Em có nhưng mà nó chưa xóa lắm thôi, để lần sau em chia sẻ đi. Không có. Dạ. Em Dạ. chào cả nhà. Dạ, biết ơn chị Dung. Tôi xin phép hạ tay chị Dung này. Phương mời chị Nguyễn Hà Ngọc Viên. Mời chị Ngọc Viên. Dạ. Để Phương mở mic cho chị nha. Dạ em chào cô và chào cả nhà. Em biết ơn cô đã gọi tên em. Chào chị. Em bây giờ em xin đọc định nghĩa người giàu nhân cách ạ. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy các trạng thái nhận thức. Có suy nghĩ là đọc sai, dạ cho em đọc lại.
Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy các trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Cho em đọc lại lần nữa được không cô? Dạ được. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy các trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ của người đó. Thì sao? Dạ, em cảm ơn cô và cảm ơn cả nhà đã lắng Có thêm nghe. một lần nữa đọc được hai lần một hơi không nè? Hai lần một hơi là sao cô? Nên là một hơi đọc đọc hai lần liên tục Dạ để em thử. ấy. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy các trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với quan hệ của người đó. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy các trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung. Dạ hết thôi cô, nhưng mà bình thường em có cái cảm xúc đó là em thấy cái việc mà cô giao bài tập cho mọi người đọc như thế này nó rất là kỳ diệu luôn đó cô. Tại vì là bình thường hồi trước á em không có học thuộc lòng nổi, em nghĩ lúc nào mình cũng học thuộc lòng kém á, nhưng mà lần này là em thấy là mình không cần học thuộc lòng theo kiểu ngày xưa nữa mà mình cứ đọc thôi, và mình phải đưa về cái trạng thái cân bằng. Lúc nào mà trong lòng mà em nó hay là trong não mình nó có suy nghĩ thì lúc đó mình không đọc được, mà lúc nào mình không suy nghĩ thì lúc đó mình sẽ đọc được. Đúng rồi cả nhà, đây là một cái bí mật cực kỳ lớn này, Dạ đây em thấy là nó một bí vi mật diệu siêu quá. siêu lớn này, tất Dạ em cả biết mọi ơn thứ cô. ạ. Đúng rồi, đọc là đọc không suy nghĩ, chứ đọc mà có cái tưởng nó chạy một cái là coi như là không có đọc được dài đâu. Mà đọc mà không suy nghĩ an vui mà đọc á, tìm được cái trạng thái nghỉ trong quá trình đọc ấy thì bao một hơi đọc bao nhiêu cũng được hết á. Đúng rồi cả nhà, đây là một cái bí mật rất lớn nha, đây là một bí mật rất lớn nha. Nếu như trong quá trình mà chúng ta đọc hay chúng ta làm bất kỳ điều gì ấy, mà chúng ta để cho cái tưởng của mình nó chạy cả nhà, tức là cái suy nghĩ của mình nó chạy ấy, thì lúc đó mình không có làm được dài đâu. Trong vận động cũng như vậy, các chị vận động này này, các chị đứng xoay hông dưới chụp này cũng thế này, vừa đứng xoay hông dưới chụp vừa nghĩ là này, lát đã ra ăn gì này, lát làm gì để liệu rằng mình có làm được không, tức là gì 10 vạn câu hỏi, 10 vạn nghi vấn nó cứ chạy trong đầu mình, đã không có thể làm được nữa rồi. Cứ đấu tranh với tiếng nói nội tâm trong đầu của mình. Nhưng mà chính lúc mình an vui cả nhà, đọc viết đang đọc nè, xoay biết đang xoay. Đúng không, lát squat này, đứng lên ngồi xuống là biết là đang có squat, biết là như vậy đó, biết là mình đang có làm như vậy đó, không có suy nghĩ gì hết đấy. Và tìm được cái nghỉ, khoảng nghỉ trong vận động, khoảng nghỉ trong nói chuyện này, hay khoảng nghỉ ở trong 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 quá trình đọc ấy, thì lúc đấy chính thức chúng ta làm bao nhiêu cũng được, làm bao nhiêu cũng được. Đây là cái bí quyết nha cả nhà. Người ta gọi là điểm nghỉ trong vận động, trong tất cả vận động của chúng ta, vận động trong nói, vận động trong giao tiếp, vận động trong đọc, vận động trong trong chạy bộ, vận động trong xoay hông giữ trục, mình tìm được cái khoảng nghỉ. Cả nhà giơ tay lên cả đàn xoay hông giữ trục này. À, mình vừa làm này, mình biết là mình đang có làm thôi nha, không có dính mắc là gì ạ, liệu có đủ sức khỏe được không, rồi tùm lum này, tất cả suy nghĩ của mình này, cái chân mình đau này, cái tay của mình nó mỏi này, người thì nhắc hông này, người thì đau cơ này, rất là nhiều các cái suy nghĩ, 10 vạn cái suy nghĩ nó chạy. Nên ngày hôm nay này, nhân cái bối cảnh của chị Ngọc Viên đi chia sẻ cả nhà, an vui, an vui đọc, an vui làm, an vui vận động, tìm được cái khoảng nghỉ, tìm được cái khoảng nghỉ trong quá trình vận động ấy, thì chính thức lúc đấy là chúng ta làm bao nhiêu cái cũng được hết ạ. Dạ, đây là bí quyết của cộng đồng mình nha cả nhà. Tại sao mà các bạn thì có thể là squat được hơn 10.000 cái, 22.000, 23.000 cái, bởi vì họ tìm được cái điểm nghỉ ở trong vận động, điểm nghỉ ở trong nói chuyện cả nhà nha. Biết ơn chị Ngọc Viên. Lớp mình đúng là siêu nhân tài nhỉ cả nhà nhỉ, hay học rồi đó, giỏi quá. Dạ tìm khoảng nghỉ ạ. Rồi Phương xin mời Lý Hóa. Lý Hóa muốn đọc hay muốn giao lưu nào? Cô. Chào con. Chào cô. Dạ chào con gái.
Thì nãy giờ là cái lúc mà ngồi chờ đợi để đến phát biểu là bé thả tim cho cô quá trời luôn. Wow, thả tim này, nhìn thấy tim Tim của tim cô chưa? Thả tim lên con gái, chúc mừng mùng 1 tháng 6 con gái nha. Chúc mừng mùng 1 tháng 6 tất cả các bạn này. Con gái thấy thương quá. xuyên. Anh biết ơn kèo. Biết ơn con, cô biết ơn con gái. Thấy thương quá. Dạ cho anh Lý Hóa xin phép là được đọc định nghĩa hay cô? Dạ. Dạ. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Dạ, lần thứ hai à. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó à. Lần thứ ba. Dạ, lần thứ ba. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Biết ơn lý hóa. Dạ. Thấy, thấy tấm áo dòng nhân cách khoác trong mình chưa? Dạ có. Dạ có cái dạ cũng có cảm nhận được trong những cái dạ em có cảm nhận được là trong ba cái lần đọc thì lần đọc thứ hai và thứ ba thì em có cảm nhận được trong kiểu giống như là trong cái lời nói mình nó có cái thần linh thần lực hơn đó cô, kiểu Oh. rõ hơn đó cô. Ồ, đọc lần 2 lần 3 thì có thần linh thần lực luôn luôn. Cả nhà Dạ. này, mình giơ tay lên đây ấy, mình đọc được á, mình giơ tay lên đây mình đọc này, cũng có thể đôi khi là cái hình, nếu mình có cái hình nha. Nếu có hình là gì, mình định hình mình là cái người mà mang cái nhân cách vui vẻ hoặc là mang cái nhân cách hy vọng. Mình cho người khác thấy là mình cũng đọc được ấy thì chứng tỏ các bạn cứ hoàn toàn đọc được. Họ mà cảm thấy có hy vọng với cái việc đọc của mình á, mình giơ tay lên vừa học xong lên đọc ấy, người khác cảm nhận được cái gì, cái việc làm của mình ấy giúp cho người khác mang lại cái hy vọng hay gì, lúc đấy chính thức là cái nhân cách hy vọng nó định hình trong mắt người khác nha cả nhà. À, chúng ta giơ tay lên chúng ta đọc đúng không, họ cảm thụ được, người khác cảm thụ được, bản thân họ cũng làm được, họ có hy vọng chứ đó, thì chính thức lúc đấy này mình vừa định hình trong mình và người khác cảm thụ được cái điều đấy, họ thấy cái hy vọng với cái việc của mình làm này, thì lúc đấy là cái nhân cách hy vọng của mình đã định hình trong mắt người khác đó. À, cái này hay lắm nha, có những cái người họ làm điều này rất tốt đó, họ định hình, họ định hình cái hình ảnh mình của họ trở thành và gì ạ, họ kiến tạo, họ làm những cái việc giúp cho người khác có được cái hy vọng, mang lại hy vọng cho người khác ấy, và trong mắt người khác họ cảm thụ được cái sự hy vọng này, thì chính lúc đấy họ nhìn thấy, họ nhận thấy là bên trong mình có cái nhân cách vui vẻ cả nhà nhé, họ nhận thấy mình là một cái người có cái nhân cách vui vẻ, cảm thụ được thông qua cái sự bộc, gọi gì, cái sự bộc lộ, cái sự biểu lộ của bản thân mình. Dạ, biết ơn Lý Hóa. Ngày hôm qua sao giơ tay đến giờ đó là cái cảm thụ được rồi Dạ. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe. dạ, biết ơn Lý Hóa. Bây giờ bắt đầu các siêu nhân tài giơ tay này. Chị Huyên hôm qua chưa được đọc ạ. Hôm qua em được đọc rồi cô ạ. Bây giờ đọc một lần, một hơi mấy lần này. Dạ, em biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Em biết ơn cô và biết ơn cả nhà. Em thưa cô là em hôm qua em biết ơn cô, nhất là cái chỗ mà cô chia sẻ là về cái chỗ mà chân thật đấy, là ý là ở bên trong của mình có cái sự chân thật á. Em cảm thụ được cái đó luôn, vì từ trước đến giờ em cũng cứ bảo không hiểu sao mà em lại thấy con người người ta yêu mến em nhiều. Thì ra em phát hiện ra là à, hôm qua cô nói thì em mới biết là thì ra từ trước đến giờ em luôn luôn sống trong cái sự chân thật đấy.
nhưng mà mình cũng không gọi tên và làm rõ ra được ấy cô, nên nhiều khi mình sống nó chân thật mà nhiều người họ cứ tưởng tượng như thế là mình như thế này, sống giống như kiểu một người nó khác người á, nên nhiều khi em đi làm ngày trước em làm ở trên hội đông y huyện Nho Quan, bạn bè của em tụi nó bảo em rồi chứ, nên là huyện nếu ra ngoài ai đó họ có bảo là ở đâu thì đừng nói là quê thật của mình nhá, bảo tại sao vậy, bảo chứ phải vậy thì phải nói như thế nào, em mới cũng đơn sơ cứ hỏi người ta chân thật như vậy là vì không nói quê thật của mình, vậy thì phải nói làm sao, nói như thế nào mới được, sao lại phải như vậy, cứ hỏi dò vậy. Xong tụi nó sau nói bảo chứ là tại vì cái gì cũng nói thật quá người ta tưởng là người rừng á, tại sao lúc bảo vậy thì phải nói quê của mình ở đâu, sao cứ phải đi nói dối mới được. Xong sau đó người ta mới bảo chứ bởi vì cái gì mình cũng thật quá đến mức độ mà người khác ý là mọi người họ sống họ không có kiểu thật như vậy á, mà mình thật quá đâm ra người ta tưởng như thế là mình sống theo kiểu như giống như người đời thì đôi khi người ta cũng có một cái gì nó khác khác một chút, chứ mình đây thì lại sống nó thật đến mức độ không thể nào mà tưởng được. Xong sau này thì em mới hiểu được tại sao con người lại tin tưởng mình đến mức độ mà mình cũng không thể hiểu được. Nhiều khi những người chung quanh ấy, họ còn bảo họ tin bản thân em nhiều hơn cả bản thân họ tin họ luôn. Và cuối cùng thì em mới biết à thì ra là cái điều đó mình sống nó thuần khiết ở bên trong mình, mà mình cũng không biết là nhiều khi em cũng không hiểu lý do là tại sao con người lại trao cho mình quá nhiều yêu thương, rồi nhiều cái sự tin tưởng nó quá lớn này. Đến bây giờ thì em mới biết là à thì ra là ở trong đó mình đã sống cái điều đó nó thuần khiết mà mình cũng không để ý đến cái chuyện như vậy. Và cô lại nói là ý là mình biểu hiện ra bên ngoài thì mình lại biểu hiện từ vui vẻ các ở bên trên, có nghĩa là từ trên xuống dưới, và khi ở bên trong thì là mình từ chân thật trở lên. Trời, hôm qua em mới thấy trời ơi thì ra là như vậy, nó tuyệt vời đến như thế mà mình cũng không học đọc ra, những cái này trong bên trong mình có hết nhưng mà mình cũng bình thường cũng không để ý. Sau xong cuối cùng là hôm qua cô nói em tâm đắc nhất chỗ này, và khi em ngộ ra thấy điều đó em biết ơn cô rất là nhiều, mỗi một ngày em góp nhặt được một chút kim cương em thấy rất là giá trị và tuyệt vời, biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Người phụ nữ này giàu thật chứ, giàu. Cô Mỗi thấy vậy. Cô không biết thì thôi, em đi học mà đi học mà như người đi chơi á, mà công việc của em xin việc kể cả là bạn bè của em tụi nó xin cả hết cả hàng trăm triệu hoặc 70 triệu hay bao nhiêu mà vào một ít ngày người ta thử việc người ta vẫn đuổi, còn em thì đi xin việc cứ như thể người nói đùa vậy, chỉ gọi là nói đùa thôi nhưng mà lúc nào người ta cũng đón chào và mời tha thiết đến mức độ mà mình chưa có hồ sơ chưa có gì mà họ cứ mời tha thiết, chủ tịch cứ mời về làm việc á, em bất ngờ em bảo trời ơi, lúc đó em chỉ gọi điện để hỏi thăm sức khỏe thôi mà nói đùa thôi, chứ em đang làm việc ổn định ở trên huyện Nho Quan á, nhưng mà em đâu có muốn về thành phố đâu, vì ở trên đó là vùng sâu vùng xa, em chỉ đùa bác một câu mà đúng trong tâm mình đùa thật. Thế cuối cùng bác cứ tha thiết, bác chủ tịch cứ tha thiết mời về thành phố làm, mà em mới lúc đó em bất ngờ quá, em bảo chứ bác ơi con thực ra là lúc nãy không dám nói với bác là lúc đấy con đùa nữa, mà bảo chi con thưa với bác là con nói với bác như vậy nhưng mà bây giờ con cần có thời gian suy nghĩ, ý là phải nói như vậy để tránh ra không có lỡ ra này bảo bác đùa, lỡ ra bác lại đặt niềm tin quá lớn. Thế thì bảo cho con thời gian suy nghĩ, bảo vậy thì thời gian suy nghĩ là bao nhiêu, một ngày hai ngày hay là mấy ngày, em bảo dạ không, cái này khi mà con muốn về làm việc là có nghĩa là mình phải gắn kết ở nơi đó và làm việc lâu dài thì con phải có cần thời gian suy nghĩ, đôi khi một tháng hai tháng hay là một vài tháng con phải thật sự là chín chắn con mới trở về đến để làm việc được. Xong bảo không được, cùng lắm thì được 3 ngày đến 5 ngày, hết cỡ là 1 tuần, nhưng mà hồ sơ những người khác thì duyệt hồ sơ bao lâu mới về làm việc được, còn em chưa có hồ sơ vì có ý định đâu, chỉ nói đùa thôi mà. Thế mà qua cú điện thoại đấy là cứ mời tha thiết, còn khi em về em làm ở hội đông y thành phố rồi á, mà bản thân bác là người chủ tịch đi lên huyện Nho Quan để xin ở chủ tịch ở trên huyện Nho Quan, có nghĩa là bác đi xin cho em ấy để về hội đông y thành phố để làm, mà em cũng không biết là hai ông đã làm việc với nhau, mà chú chủ tịch ở trên hội Nho Quan ấy, ở trên Nho Quan chú cũng rất là tiếc, nhưng mà vì ông kia ông nhiệt tình quá, ông lên tận nơi ông xin rồi mà em không biết những chuyện đấy. Sau về làm việc cái tự dưng về giao tay hòm chìa khóa tiền bạc các thứ đi gửi tiết kiệm các thứ trong tay em, rồi tuyển người như thế nào mọi thứ nhân sự các thứ trong tay em luôn, mà em chưa có hồ sơ chưa có một cái gì luôn,
Có nghĩa là em cảm thấy cuộc đời của mình cái gì nó cũng nhẹ như lông hồng ấy, mà đúng như thế là người giống như người đi chơi á, rồi mình không hiểu được sao người khác thì khó khăn đến thế mà còn mình thì nó dễ dàng đến như vậy. Cuối cùng thì em mới thấy trời, thì ra là cái gì xong, cô có biết không, cái giai đoạn em làm việc đó thì lúc nào chính ra là cấp dưới là lúc nào cũng phải có quà cho cấp trên, nhưng mà đây toàn toàn chủ tịch với lại phó chủ tịch tối ngày đi chợ mua thức ăn cho em, xong là thỉnh thoảng mới mang phong bì ra cho em, mà em không bao giờ biếu hay là Tết thì lì xì trước em, cả 20 Tết đã đi lì xì cho em rồi, mà em đã đi Tết bác đâu, em nghĩ là trước khi em về nghỉ Tết ấy, khoảng 27 28 Tết em về nghỉ Tết thì em Tết bác rồi em về luôn, nhưng chưa Tết bác thì bác đã mang phong bì ra lì xì cho em rồi. Xong em thì cái tính mình cũng sống thật lắm, thì em có hỏi chân tình là vậy bây giờ bác muốn quà như thế nào hay bác thích cái gì để con biết như thế nào, mình cũng tham khảo ý kiến của bác bởi vì còn vợ con bác các thứ. Xong bác chứ không, đối với bác không thiếu một cái gì trên thế gian này, bây giờ chỉ cần có sự hiện diện của con là quý lắm rồi, còn không cần một cái gì quà cáp gì cho bác, không cần phải mua quà gì, chỉ cần con vào ngày Tết con vào nhà bác để chúc Tết bác, thế là đã mãn nguyện đã đủ lắm rồi. Mà cuộc đời hay lắm, nên là em ra ngoài toàn có người đưa người đón rồi người chăm em thôi, em chả chăm em bao giờ hết, đến bây giờ cũng vậy. Quần áo hay mọi thứ hay tất cả những cái gì em có trên đời em chẳng bao giờ sắm cho em, nhưng mà toàn những người sắm cho em. Áo vest áo giáp em cũng chẳng mua cho em, nhưng mà mọi người sắm cho em toàn những cái hàng cao cấp thôi, nhưng mà màu gì em có đôi khi một vài chục cái, hoặc là áo dài em hàng 30 40 cái, mọi người may vá cho em toàn may những quần áo mà nếu nhìn vào thì người khác cứ tưởng là mình rất là sành điệu và mình toàn đồ ngon, nhưng mà ngược lại là toàn mọi người lo cho em cứ như thể người trên trời ấy. Em biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Nên cuộc đời mình thấy dễ sống lắm. Vui vẻ để ra tiền người nhà. Vui vẻ để ra tiền, buồn phiền thì sinh bệnh tật. Nhưng bây giờ mình chỉ nói vui vẻ để ra tiền thôi. Dạ Dạ nguyên. vâng, em biết ơn cô, biết ơn cả nhà nhiều lắm ạ. Dạ Cái bối cảnh của chị Huyên ấy thì làm Phương nhớ đến một câu mà được cao nhân chỉ điểm cho cả nhà. Có câu là Phương nhớ chính xác là như này này. Có ba cái người ta gọi là phúc khí sinh tài, vượng khí sinh tài và hòa khí sinh tài. Phúc khí sinh tài, hòa khí sinh tài và vượng khí sinh tài. Cái hòa khí cả nhà, cái hòa khí nó đến từ cái sự vui vẻ trong một gia đình á. Cái hòa khí nó đến từ sự vui vẻ trong một gia đình. Ai tức là bản thân một người thôi nhá. Phương nói câu này bởi vì là tại sao nó liên quan đến cái nhân cách vui vẻ này cả nhà. Một người á, cái sự vui vẻ từ bên trong này này nó toát lên là cái định hình bản thân họ là người vui vẻ, họ mang cái sự vui vẻ đến cho người khác. Thì trong một cái gia đình á cả nhà, cái hòa khí đến từ cái sự vui vẻ, hòa khí sinh tài, một gia đình là tất cả mọi người đều có sự vui vẻ từ bên trong. Định hình cái nhân cách này trong bản thân mình định hình là gì? Một người vui vẻ, mình mang lại vui vẻ đến người trong gia đình của mình, đến gia đình của mình, thì lúc đấy là cái hòa khí sinh tài. Một gia đình lúc nào cũng ngập tràn sự vui vẻ đi thì nó làm nên cái hòa khí của gia đình ấy. Một công ty đến mà lúc nào sếp cũng cười, nhân viên cũng cười, cái tất cả cái tiếng cười ở trong một gia đình ấy, nó tạo nên cái hòa khí. Hòa khí thì sinh tài, thu hút được tất cả các tài năng, phát triển tài năng, và đồng thời là gì ạ, là thu hút tiền tài về đến cái gia đình này, đến cái môi trường đó. Nên là hòa khí thì sinh tài, đến từ cái vui vẻ á, đến từ cái sự vui vẻ bên trong một người này, đến từ gì nữa, đến từ cái vui vẻ của một người tạo cho những người khác. Nếu như cả gia đình mà đều có, tất cả mọi người đều có cái nhân cách vui vẻ này cả nhà, thì nó tạo nên cái hòa khí trong một gia đình. Tạo nên cái hòa khí trong một gia đình ấy thì thu hút tiền tài. Hòa khí thì sinh tài mà. Hòa khí sinh tài, phúc khí sinh tài và vượng khí thì sinh tài. Nên cái nhân cách vui vẻ này á, nó hay lắm cả nhà. Vui vẻ nó hay lắm. Cả một gia đình mà ai cũng cười được ấy, nụ cười, ai cũng quang mang được cái nụ cười này, ai cũng là người có nhân cách vui vẻ đấy, tạo nên hòa khí trong gia đình. Không có cách nào hơn. Bộ có cách nào khác hơn sao? Bằng cái việc là gì? Thu hút tiền tài, thu hút tài năng, kích hoạt tất cả tài năng bên trong một gia đình, đúng không cả nhà? Đi làm dù có vất vả đến mấy ấy, thì về đến nhà chỉ cần nghĩ đến gia đình thôi là cũng thấy vui vẻ rồi. Về đến nơi nơi mà mọi người tràn ngập tiếng cười, nơi mà tất cả mọi người đều sống trong cái sự vui vẻ ấy, an vui, vui vẻ,
được thỏa mãn gì, được thỏa mãn, được nói những câu chuyện cười đùa với nhau này, được thỏa mãn cái thực cái thùy này đó, rồi mãn cái tham và tưởng về thực về thùy, thì cái gia đình đấy, cái gọi là cái cơ quan đấy, cái tổ chức đấy kiểu gì cũng rất giàu, thu hút tất cả tài năng tụ về, thu hút những con người tụ về, và gì ạ, làm cho cái gia đình đấy thực sự nó rất giàu, đã, giàu cả tài năng cả tiền tài luôn. Hoặc khí sinh tài, húc khí sinh tài và vượng khí thì sinh tài, nên là cái nhân cách vui vẻ này nó không phải tự nhiên nó đứng đầu đâu ạ. Không phải tự nhiên nó đứng đầu trên chín cái nhân cách này đâu. Thế nên cả nhà nhé, mình định hình mình cái nhân cách vui vẻ này, và mình mang đến cái sự vui vẻ cho mọi thành viên trong gia đình mình. Khi họ nhận được giá trị, họ cảm thụ được mình có cái nhân cách vui vẻ á, và bản thân họ cũng muốn trở thành cái điều đó. Con cái, vợ chồng đều muốn có cái nhân cách vui vẻ này, thì tự nhiên trong một gia đình cái bối cảnh đấy làm nên cái hòa khí trong một gia đình. Cả nhà ha. Dạ, hòa khí thì sinh tài, phúc khí thì sinh tài và vượng khí thì sinh tài. Dạ. Biết ơn bối cảnh của chị Huyên Trần, trông đến chị mà Phương muốn chia sẻ cái đấy. Dạ. Biết ơn chị nhiều, Phương xin phép mời chị Ngọc Linh. Chị Ngọc Linh có bài học hay muốn đọc ạ? Dạ, thưa cô, em muốn cả hai cô ạ. Dạ Em rất được. là biết ơn cô, biết ơn thầy và ban tổ chức để em được đón nhận giá trị của lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Và em học khóa này là cũng được 5 khóa trọn vẹn rồi cô ạ. Em rất là biết ơn nhân mạch của mình là bạn Nguyễn Yến hiện đang học Master 3. Và thật sự là em cũng rất là biết ơn bối cảnh của cô Vũ Phương cùng với Lý Hóa vừa chia sẻ làm em tự nhiên lại mắc chia sẻ cô ạ. Em muốn chia sẻ với cô về hiện thực của em trong cái bài học về nhân cách con người á. Thì trong cái bài học đó thì em rất là tâm đắc cái nhận thức đó là con người là cỗ máy công đức, phước đức, cũng như là chúng ta nợ ân tình của con người rất là nhiều. Thì thông qua cái nhận thức đó thì em nhận ra được là cái việc mà chúng ta nhận thức được là mình là ân tình của con người á, thì tự nhiên mình lại sinh khởi được cái nguồn năng lượng bao dung, trân trọng, biết ơn. Và từ cái hai cái nguồn năng lượng này nó lại sinh khởi ra cái nguồn năng lượng an vui cộng với lại cái nguồn năng lượng của con người là cỗ máy công đức phước đức á, thì nó chính là một trong ba góc của cái tam giác hiện thực. Và thật sự là vừa rồi nghe cô Phương chia sẻ với Lý Hóa thì em đã cảm nhận được là Lý Hóa đã nhận được hiện thực của một người giàu nhân cách ạ. Và trong cái buổi học ngày hôm qua em cũng rất là biết ơn Lý Hóa, bởi vì trước khi vào học kiến tạo ăn lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo ăn vui vào khung giờ thường là 7 giờ em vào Zoom, bởi vì là em học tiếng Anh từ 5 rưỡi tới 7 giờ. Thì rất là biết ơn Lý Hóa là trong cái buổi học hôm thứ sáu, hôm nay là nghỉ ạ, thì em được Lý Hóa mời lên chia sẻ cách đọc tiếng Anh trong EQUIT K10 á. Thì lúc đấy là em vừa muốn được chia sẻ tiếng Anh và lúc đấy em cũng lại đang cơn nấu dở cái nồi cá ở trên bếp với cô. Thì em lo lắng lắm, làm sao mà mình đang nấu cá lại mình lại đúng lúc là Lý Hóa gọi em chia sẻ. Thì em vừa muốn chia sẻ là vừa muốn làm sao cái nồi cá nó không cháy, nhưng rất là may là lúc trong lúc em chia sẻ thì em cảm nhận được mùi cá thơm lắm rồi. Thì lúc đấy cứ lo là chia sẻ xong cá cháy thì lúc đấy chồng em ở dưới bếp, chồng em lại đảo cho em cái dán cho em cái nồi cá đó xong xuôi. Thật sự là sau cái buổi học đó kết hợp với buổi học ngày nay thì thật sự em vô cùng biết ơn chồng mình, làm sao tự nhiên lại lại đảo cá cho mình để cho vợ ngồi học, vợ học tối học ngày để cho vợ ngồi học mà rất là vui vẻ. Tự nhiên em cảm thấy là em nợ ân tình của chồng em ạ. Thật sự là lúc đấy em cảm thấy hạnh phúc lắm con. Cảm thấy là đúng là con người chúng ta sinh ra trên đời này chúng ta nợ ân tình của rất là nhiều người và tất cả chúng ta là cỗ máy công đức phước đức của nhau. Và khi mà chúng ta luân chuyển được cái cỗ máy công đức phước đức đó thì tự nhiên là những cái hiện thực không chắc chắn là sẽ đến với chúng ta trong một ngày gần nhất ạ. Em rất là biết ơn cô và em xin phép được đọc về định nghĩa người giàu nhân cách để em cũng sớm có được hiện thực là một người giàu nhân cách ạ. Người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn là người tập hợp đủ đầy trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong nội tâm, biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật,
đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó. Em xin biết ơn cô, biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Em xin hết ạ. Đó, bắt đầu quảng bá đấy cả nhà. Hôm qua chúng ta học cái nhân cách chân thật rồi đúng không? Hãy trở thành là gì? Quảng bá những gì mình làm và làm những gì mình quảng bá. Thế là ngày hôm nay mình đọc, mình quảng bá trong mình này, quảng bá tất cả mọi người mình cái nhân cách đấy đi, đọc nó với cái khởi sinh cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn cái tri thức này này và trở thành cái hiện thực đó. Mình quảng bá rồi mà cả nhà. Đi đâu trong thời gian này các anh chị muốn này, muốn gọi là khoác trên mình, đi đâu cũng khoác cái lên trên mình cái tấm áo này thì mình quảng bá cái tri thức này đi. Mình quảng bá tri thức này, mình định vị trong mình cái nhân cách vui vẻ, mình định vị trong mình hình ảnh là người gì, là người vui vẻ và mình mang cái giá trị, đúng không cả nhà? Mình mang cái giá trị tức là mang cái vui vẻ đến cho người khác, giúp cho người khác này thì thỏa mãn tham vọng tưởng này, giúp cho người khác nhận được cái sự an vui, nhận được cái sự chân thật nơi chính mình. Lúc đấy khi mà họ 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 cảm thụ được rồi, họ cảm thụ là gì, ở bên cạnh mình á, họ được cái giá trị đó và cái định hình trong mình là có cái nhân cách vui vẻ cả nhà, thì chính thức lúc đấy nha, chúng ta được gì ạ, chúng ta có cái nhân cách vui vẻ và tương tự với nhân cách hy vọng cũng như thế, nhân cách niềm tin cũng như vậy, nhân cách trí tuệ cũng như vậy ha. Trước khi vào bài ngày hôm nay thì chắc là Phương 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 mời cả nhà mình nghe bài nhạc một chút nha, xong chút nó quay lại Phương sẽ đọc cho cả nhà mấy cái định nghĩa về về hy vọng này, niềm tin trí tuệ này, hy vọng này, vừa giải thích một số những cái mà chúng ta chưa được học trong những tuần trước thì chúng ta có thể nắm được rõ hơn nha cả nhà. Giờ chúng ta đọc, Phương sẽ cho ở nhà định nghĩa đấy, mình sẽ đọc đọc đi đọc lại, mang lại hy vọng như nào, mang lại niềm tin như nào, mình định hình mình cái nhân cách đấy trong mình và sau đó là đi giúp người, giúp người thì giúp như nào, tạo giá trị tạo như nào. Dạ dạ biết ơn cả nhà, Phương xin gửi lời chào cả nhà. Dạ xin thầy, dạ xin các thầy IT cho Phương xin một bài nhạc vậy ạ. Khoảng tầm 8:15 thì Phương quay trở lại ạ. Dạ, nhà mình chuẩn bị nước, chuẩn bị nếu mà thuận lợi thì chuẩn bị nước này, chuẩn bị bút, vở, sau đó thì chút nữa mình quay lại với nhau nha. Dạ biết ơn cả nhà. Dạ biết ơn cả nhà, mình quay trở lại với bài học ngày hôm nay nha cả nhà nha. Hôm nay là buổi học thứ 219 đúng không ạ? Đây là buổi 19, mình còn mới được có 19 buổi cả nhà nhỉ? Mới được có 19 buổi. Hôm nay mình quay lại với lại mình học học phần tiếp theo. Đấy là cái học phần về về giàu nhân cách này. Dạ. Tức là biết ơn thầy với lại biết ơn tổ chức đã cho Phương có cơ hội được đồng hành với các anh chị ngày hôm nay để tiếp tục về giao lưu chủ đề là giàu nhân cách. Đây là một trong số những gọi là những đại học phần mà có liên quan tới bảy sự giàu toàn diện cả nhà. Làm giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu nhân cách. Bên cạnh học phần về trí tuệ này, tâm thái thì cái học phần này nó gần như là cả nhà quan sát ấy. Trong cái ngôi nhà bảy sự giàu toàn diện á thì cái góc ở bên tay phải màn hình của mình á, bên tay phải của ngôi nhà ấy, đó chính là liên quan mối quan hệ. Thì với một người mà họ làm giàu nhân cách ấy, một người giàu nhân cách thì sẽ thu hút được con người gần với mình. Khi thu hút được con người thì sẽ tụ lại nhân tài với chúng ta cả nhà. Tụ lại nhân tài thì có con người, có nhân tài về với mình rồi thì làm việc gì cũng thuận lợi. Bởi vì có nhân tài cống hiến kính pháp thì đơn giản lúc đấy có thể tự do thời gian. Mình đi đâu cũng được á, mình làm gì cũng được hết. Thì chính thức lúc đấy ta bắt đầu cho một cái giai đoạn là gì? À mình bắt tự do thời gian. Mình đi đâu làm gì thì cũng có nhân tài cống hiến gánh vác rồi. Mình chủ động tin tưởng con người đến với mình rồi. Mà muốn có con người gánh vác ấy, thì phải có sự thu hút. Thì thông qua cái việc mà chúng ta làm giàu nhân cách cả nhà. Làm giàu nhân cách. Người thành công là người mà người khác thích ở gần. Đó, mình làm giàu cái nhân cách của mình này. Ở một cái môi trường mà có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ. Trân trọng biết ơn, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Thì lúc đấy thu hút rất nhiều con người gần lại với chúng ta. Thu hút rất nhiều người tụ về, thu hút nhân tài tụ về với mình. À, môi trường từ gia đình này, gia đình mà có được 9 cái yếu tố này, ba mẹ mà có được có cái 9 yếu tố này, các con cũng như vậy. Rồi ra đến cơ quan, ra đến đồng nghiệp, ra đến tất cả các gọi là các cái tổ chức ấy, đều có gọi là gì? Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, bao dung, khiêm tốn, chân thật thì ai ai cũng tụ về. Ai ai cũng tụ về cả nhà. Nên là cái tri thức này khi mà Phương được chuyển giao từ các thầy cô ấy thì mới biết được là tại sao
Tại sao hiện tại bây giờ ấy, nhân tài trên đất nước mình rất nhiều, nhân tài rất rất nhiều, nhưng mà có một cái bí mật là gì ạ? Là nhân tài hiện tại bây giờ họ không có cái nơi đủ để bao dung cho họ. Những người nhân tài thì thường là họ sẽ có những cái, họ cần được cái sự bao dung của một tổ chức, họ có rất nhiều những cái ý tưởng, họ có rất nhiều năng lực, nhưng mà họ cần một cái môi trường để có thể bao dung cho họ. Họ cần một cái môi trường ở đấy là con người ta yêu thương nâng đỡ nhau này. Ở cần môi trường mà được thực sự trân trọng những tất cả những cái ý kiến của mình, trân trọng những cái đề xuất của mình, trân trọng những cái giải pháp họ đề xuất ấy. Các con ở nhà cũng như vậy, đúng không ạ? Các con ở nhà có nhiều ý tưởng lắm, mỗi con đều là một nhân tài, nhưng mà gì ạ, cần có cái sự bao dung, cần cái môi trường ở nhà bao dung cho những cái điều đấy. Con muốn làm cái nọ, con muốn làm cái kia cơ mà, nhưng bản thân á, cần được có cái sự bao dung. Ở đấy là gì, cần có sự trân trọng, biết ơn sự hiện diện của nhau. Ai cũng thế, tất cả mọi người xuất hiện đều là cần phải trân trọng, biết ơn sự hiện diện con người hết. Nên ở một cái môi trường này, trong gia đình, mọi người có sự trân trọng, biết ơn nhau, bao dung nhau, để mang lại cho nhau cái niềm tin này, hy vọng này. Ở đấy còn có cái sự vui vẻ, sống chân thật, được là chính mình nữa. Biết lúc nào cũng diện được là chính mình, cảm thụ rất an toàn khi ở tất cả ở trong gia đình ấy, an toàn với mọi thành viên trong gia đình thì có thể chia sẻ được mọi chuyện. Thì lúc đấy là gì ở cả nhà? Lúc đấy ai cũng muốn tụ về. Đi ra ngoài thì cũng muốn tụ về nhà, đến công ty thì cũng muốn tụ lại ở công ty. Thì gần như lúc đấy là gì ạ? Là cái môi trường để cho con người ta phát huy được hết có thể ở nhà. Trong cái bao dung á, ở cái nơi mà có cái nhân cách bao dung, con người có nhân cách bao dung này, thì con người tự giác hướng đến sự tốt đẹp cả nhà. Dạ. Bao dung nó vừa là nhân cách, cũng đồng thời là cái tâm thái, và cũng đồng thời là một trong bảy cái bố thí cả nhà. Trong cái sự bao dung ấy thì con người ta tự giác hướng đến sự tốt đẹp nha cả nhà. Ở một cái môi trường có tự bao dung ấy thì con người tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Gia đình mà có sự bao dung ấy thì con cái tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Ở môi trường, ở tổ chức mà có sự bao dung, tất cả mọi người mà có cái nhân cách bao dung ấy thì các anh em cán bộ công nhân viên tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Dạ. Đi ra ngoài của trường học ấy cả nhà, ở trường học á, thầy cô và các bạn bao dung ấy thì các con cũng tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Trong bao dung mà, trong bao dung chứ, cái nguồn nhân gọi gì ạ, cái nhân cách bao dung cả nhà, tất cả mọi người đều có cái sự bao dung thì con người ta tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Gia đình cũng vậy, nhà trường cũng thế, ra tổ chức cũng vậy, và trong xã hội tất cả mọi người đều bao dung với nhau thì con người tự giác hướng đến sự tốt đẹp nha cả nhà. Dạ. Trong cái môi trường đấy, môi trường có được cái nhân nhân cách bao dung ấy thì con người tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Dạ. Bao dung thì được người mà. Cái nhân cách bao dung ấy, nhân cách bao dung thì được người. Dạ. Nhân cách bao dung thì được người. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Thì chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta nhìn nhận thấy cội nguồn để con người không có vấn đề gì ạ. Cội nguồn bắt đầu từ mình, từ cái nhận thức đấy. Trong cái nhận thức đấy thì cái môi trường đó, môi trường tất cả mọi người có cái nhận thức đó ấy cả nhà, thì con người ta tự giác hướng cái sự tốt đẹp. Họ làm rồi họ biết biết lần sau họ tự giác là làm những cái điều tốt lên, bởi vì họ được bao dung rồi đó. Nên là cái gì ạ, cái gọi là chín cái nhân cách này ấy, nếu như mà chúng ta xây dựng được bắt đầu từ mình, tất cả một cái môi trường cả nhà, một cái môi trường ấy, một môi trường thành công bắt nguồn từ cái việc là một người có cái nhân cách kiện toàn, hay nói cách khác ấy, từ một người giàu nhân cách. Một hay nói cách khác này, người giàu nhân cách ấy chính là cái nền tảng, chính là cái nhân tố, cũng là gì ạ, là cái sự bắt đầu của một cái môi trường thành công. Phương xin phép nhắc lại nha, một người giàu nhân cách ấy chính là cái nền tảng, là cái yếu tố bắt đầu cho việc là gì, cho việc làm nên một môi trường thành công. Một người giàu nhân cách chính là cái yếu tố nền tảng, là cái sự bắt đầu cho một cái môi trường thành công ở nhà. Dạ. Một môi trường thành công bắt đầu, bắt nguồn từ một người làm giàu nhân cách, bắt nguồn từ chính chúng ta này. Chúng ta muốn kiến tạo một gia đình thành công,
thì bắt đầu từ việc là làm giàu nhân cách của chính mình. Chúng ta muốn xây dựng một trường học thành công thì bắt đầu từ việc làm giàu nhân cách từ chính mình. Chúng ta muốn xây dựng một môi trường công ty thành công á, bắt đầu từ việc làm mình làm giàu nhân cách từ chính mình. Với chín cái nhân tố này: vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, bao dung, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Một người giàu nhân cách ấy là bắt đầu cho việc là xây dựng một môi trường thành công. Đã. Đây là một cái nhận thức quan trọng nha cả nhà. Đây là một cái nhận thức quan trọng nên cả nhà giúp Duy xuống giúp Phương ạ. Một cái môi trường thành công bắt nguồn từ một người làm giàu nhân cách. Một người giàu nhân cách. Bắt đầu từ chính mình. Người ta muốn xây dựng một cái môi trường thành công, một gia đình thành công, một tổ chức thành công, một công ty thành công, một đoàn đội thành công, thì lúc đấy là bắt đầu cho việc xây dựng một bắt đầu xây dựng cho một môi trường thành công. Là nền tảng. Một người giàu nhân cách ấy chính là nền tảng để xây dựng cho một môi trường thành công. Hay nói cách khác, môi trường thành công bắt nguồn từ việc là một người giàu nhân cách. Dạ. Chị Hằng Mai, chị Mai Hằng, chị Hằng Mai có nghi vấn là bao dung nhưng nếu không kỷ luật thì tập thể có tốt hơn không cô? Mình có hai cái khái niệm, mình phân biệt giúp Phương có hai khái niệm này. Một là bao dung và hai là dung túng. Hai cái này nó khác nhau nha. Bao dung hoặc dung túng. Cả nhà có phân biệt được hai khái niệm này không ạ? Bao dung và dung túng. Hôm trước Phương nói rồi nhỉ? Nếu Phương nói cái từ này rồi trong trong cái bài bao dung rồi đúng không cả nhà? Bao dung với dung túng nó khác nhau mà. Hôm trước Phương có giải thích ở trong lớp mình rồi đúng không ạ? Bao dung cho người như cả nhà, nhưng mà không bao dung cho việc. Bao dung cho người nhưng không bao dung cho việc. Dạ. Người với việc là hai cái người và việc nó không dính với nhau đâu. Nó không dính với nhau. Người vẫn là người nhưng mà việc thì chúng ta không bao dung cho việc. Chúng ta bao dung cho người nhưng mà chúng ta không bao dung cho việc như cả nhà, chúng ta tách biệt ra. Dạ. Người vẫn là như vậy. Phương lấy ví dụ này, một người có thể là đến với công ty phạm đến 6-7 lỗi đi. Phạm đến 6-7-8 lỗi chẳng hạn. Một người đến với công ty phạm đến 7-8-10 lỗi. Nhưng mà gì ạ? Cái người mà chúng ta nhìn thấy họ ấy, chúng ta biết là có người họ ấy thôi. Nhưng mà không dính mắc là gắn cái người ấy với lỗi mà chúng ta không chơi với người ấy nữa. Cả nhà nha. Chúng ta không biết là cái người đến 10 lỗi đấy. Nhưng mà lỗi vẫn là lỗi. Không làm được thì chắc chắn là sẽ không đạt được KPI, tức không đạt được tiêu chuẩn của công ty rồi. Nên là chắc chắn là sẽ không được rồi. Nhưng chúng ta không dính cái hình cái người lỗi, không dính người có vấn đề để mà gì ạ? Để mà phân biệt đối xử, để mà không chơi người ta nữa. Có thể là với công việc họ không phù hợp thôi, họ không làm phù hợp, họ gây ra lỗi thì đã có gì ạ? Đã có kỷ luật của công ty rồi. Đã có gì ạ? Đã có quy định của công ty rồi. Thì họ không làm sai thì họ bị trừ lương. Họ không làm sai, họ làm sai thì họ họ không được thưởng. Thì cái việc đấy là đã có quy định, đã có cơ chế, đã có quy chế công ty rồi. Không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta không dính mắc là gắn với người ấy, với lại cái lỗi đấy để mà gì ạ? Để mà gì? Gắn cái hình đấy với người ta là một người xấu mà phân biệt người ta. Dạ. Đúng rồi, lỗi là lỗi mà người là người. Cái này rất hay cả nhà. Dạ. Chúng ta chủ động là gì ạ? Chúng ta nhìn vào cái điểm tốt của người ta và làm lớn cái điểm tốt của người ta lên thôi. Chủ động nhá, nếu mà ở cái trí tuệ tầng bậc 1 ấy là gì ạ? Chủ động nhìn thấy. Tầng nhận thức bậc 1 là phân biệt, đúng không? Nhận thức tầng bậc 1 là phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai. Nhưng là gì, trí tuệ tầng bậc 1 á là gì, là chủ động nhìn nhận vào cái điểm tốt. Ta phân biệt được rồi, phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai thì đã phân biệt là gì? Đã phân biệt thì phân biệt đã lỗi rồi thì phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai thì phân biệt luôn đi. Phân biệt luôn người là người mà lỗi thì là lỗi đi, đừng dính mắc nữa. À cả nhà nha, đã sử dụng cái nhận thức tầng 1 đấy thì sử dụng triệt để nó đi. Phân biệt thì phân biệt luôn đi, đã phân biệt lỗi rồi, đã phân biệt đúng sai thì phân biệt luôn, người là người mà lỗi là lỗi, phân biệt luôn đi. Và gì ạ? Và không dính mắc nữa.
Được chưa cả nhà? À, và đưa đưa lên này, chủ động này, nhìn nhận cái điểm tốt thôi. Nhìn nếu mà nhìn người chỉ nhìn đến điểm tốt thôi, lỗi thì tách biệt ra đấy là lỗi, còn nhìn như chỉ nhìn điểm tốt thôi. Có thể hôm nay người ta đến với công ty của mình á, à, người ta làm chưa tốt, có thể là họ chậm hơn một chút so với người bình thường, thì cái lương của họ nhận ít hơn, họ họ không làm được nhiều như người bình thường, thì gì họ không được thưởng nhiều hơn. Nhưng mà mình không gán là gì, không gán cái việc đấy với người mà kết luận là người ta không tốt. Nhưng mà gì, nhưng mà sau đấy mình chơi với nhau, mình vẫn biết là gì, cái người đấy thái độ vẫn cực kỳ ngon, vẫn cứ là gì ạ, chủ động lấy nước, rồi là bê bàn bê ghế giúp anh em ở nhà, thì là một cái người vợ rất là chu toàn chẳng hạn, rồi trong gia đình cũng là một người con hiếu thảo, chứ đâu có dính mắc người ta có vấn đề gì đâu, đúng không cả nhà? Rõ ràng như vậy đấy, rất rõ ràng như thế nha. Mình đã sử dụng nhận thức bằng một tỷ cả nhà, tách biệt luôn. Phương rất thích cái comment của anh Thịnh như này. Anh Thịnh comment là gì? Người là người mà lỗi là lỗi. Đúng như vậy đấy. Đã sử dụng nhận thức bậc 1 thì sử dụng triệt để luôn đi. Người là người, lỗi là lỗi. Đã phân biệt rồi. Phân tích phân biệt thì phân biệt triệt để luôn đi. Được chưa cả nhà? Đừng có dính mắc người với lỗi nữa. Phân biệt thì phân biệt luôn đi. Đã lỗi rồi. Đã lỗi mới là đúng, đã sai rồi. Thì phân biệt luôn cả người với lỗi. Tách biệt ra luôn. À, không có dính mắc nữa. Mà lúc đấy chúng ta nâng lên nhận thức, à nâng lên trí tuệ này. Chủ động nhìn vào điểm tốt người ta thôi. Có thể trong công việc đó, họ không phải là người nhanh nhạy, họ không phải là một người giỏi theo định nghĩa của mình đi. Nhưng ra ngoài thì anh em thì cực kỳ là gì ạ? Cực kỳ là tốt bụng. Về nhà thì cực kỳ là hiếu thảo, cực kỳ là chăm sóc ấm áp, là người chồng ấm áp, là một người vợ chu toàn. Không có dính mắc gì hết, nhìn thì nhìn điểm tốt thôi. Gán người thì gán cho người ta điểm tốt thôi, đừng gán điểm xấu. Đúng không? Còn đã phân tích phân biệt rồi thì triệt để đi. Lỗi là lỗi, người là người, không có dính mắc. Có dính thì giống như hình tốt thôi. Dính thì dính hình tốt đấy, đừng có dính hình xấu. Được chưa cả nhà? Đó. Nên nhân cách trí tuệ này này, là mình định hình mình là một cái người như vậy, phân biệt được, luôn chuyển được các tầng nhận thức nội tâm, và đồng thời giúp cho người nhé, tạo giá trị này, giúp cho người nâng tầng nhận thức nội tâm. Đấy là nhân cách trí tuệ cả nhà. À, nhân cách trí tuệ này, đầu tiên mình định hình là mình định hình là mình là người này, luôn chuyển này, nhận thức này, luôn chuyển được các cái tầng bậc trí tuệ này, à, đứng trên vấn nạn phát sinh này, và với người chúng ta tạo dựng giá trị cho người là gì, chúng ta cũng giúp cho người luôn chuyển được các tầng bậc nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ, giúp cho họ đứng trên cái vấn nạn phát sinh. Khi mà họ cảm thụ được cái điều đấy rồi ấy, họ cảm thụ là gì, trong họ nhìn thấy mình là một cái người trí tuệ này, và họ cảm thụ là gì, họ đứng trên vấn nạn phát sinh, họ họ có thể là gì, nâng cái tầng nhận thức nội tâm, thì lúc đấy là gì, mình định hình cho người khác cái nhân cách trí tuệ. Được chưa cả nhà? Mình định hình, định vị mình trong mắt người khác, thì lúc đấy trong người khác có cái nhân cách về mình. Mình định vị mình là gì, là hình ảnh, là một người mang lại cho người ta niềm tin. Trong mắt người khác họ cảm thụ được này, cái giá trị của niềm tin mình mang lại cho người ta, thì chính thức lúc đấy là gì, cái nhân cách niềm tin định vị trong mắt người khác, định hình trong mắt người khác về bản thân mình. Cả nhà nắm đoạn này nha, cái tri thức này Phương thích lắm, bởi vì sao, nó có 9 điều cơ mà. Nó có tiến trận 9 điều, chúng ta định hình 9 điều này, định hình chín điều này trong mắt người khác, định hình chín cái điều, chín cái hình ảnh này trong bản thân mình, và gì ạ, định hình chín cái điều này trong mắt người khác. Và Phương cũng không thể hình dung là gì, một cái môi trường á, mà ở đó nha, tất cả mọi người đều là những người trí tuệ thì sẽ như nào cả nhà. Họ phân biệt được này, họ phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai, phân biệt được thực sự này, phân biệt được người là người, việc là việc, sao nữa, tách biệt hai cái điều đấy ra và giúp cho người khác nâng nhận thức nội tâm. Ví dụ đơn giản này, họ phân biệt được lỗi là lỗi. Ví dụ nha, hôm nay Phương lấy vị người đó nhân cách trí tuệ này. Họ định vị trong mình, họ đến đâu họ cũng giúp người khác nâng bậc nhận thức nội tâm, đứng trên cái vấn nạn phát sinh. Sau đó là gì? Họ lại giúp cho người khác à, luôn chuyển được các tầng bậc đó, giúp cho người khác nâng cái nhận thức nội tâm của mình lên. Bằng cách nào? Họ cho mình nhận ra là gì, cội nguồn của sống nó bắt nguồn từ chính bạn ấy, nhưng mà nó không phải lỗi của bạn đâu. À, họ cho mình biết là gì ạ, trong cuộc sống của mình luôn luôn là phân biệt được thật giả tốt xấu đúng sai này, chủ động là gì,
Chủ động là nhìn nhận vào điểm tốt của con người, chủ động kiến tạo tương lai của một người. Lúc đấy chính thức là gì? Họ luôn chuyển được các tầng nhận thức nội tâm, họ nâng được cái bậc nhận trí tuệ của họ lên rồi. Và họ cảm thụ được mình giúp cho họ cái điều đấy. Họ cảm thụ là gì? Mình là một người trí tuệ giúp họ đứng được, đứng trên vấn nạn phát sinh, phân biệt được đâu là giả, đâu là chưa tốt, đâu là đúng, đâu là sai, giúp cho họ gì có cái nhìn nhận cội nguồn bắt đầu từ mình, có cái nhìn nhận là gì chủ động kiến tạo này, chủ động xây dựng cái hình ảnh tương lai tốt đẹp này, chủ động nhìn nhận vào cái điểm tốt của con người, thì lúc đấy là chính thức là cái hình ảnh của mình trong họ là một người có nhân cách trí tuệ cả nhà. Một người có nhân cách trí tuệ chưa chắc một người có trí tuệ chưa chắc có nhân cách trí tuệ, mà người ta phải bộc lộ ra, người ta phải giúp cho người ta giúp cho người khác nâng cái nhận thức nội tâm lên, họ cảm thụ được cái điều này, và trong mắt của người khác ấy, định hình có cái hình ảnh mình là người có trí tuệ ấy, thì chính thức lúc đấy cái nhân cách trí tuệ thì nó phải có trong mắt người khác. Dạ. Cái này mà ứng dụng trong 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 công ty thì hay lắm cả nhà. Rất hay, ở ở gia đình thì càng hay hơn. Ứng dụng trong công ty rất hay, bởi vì chúng ta rất hay bị dính chấp vào lỗi của người. Chúng ta chấp vào lỗi của người, tuyển lúc đầu ban đầu đến chúng ta rất đẹp đúng không ạ? Cái ngày đầu tiên nó đẹp đến như nào thì càng những ngày sau khi mà chúng ta dính vào lỗi ấy, thì chúng ta càng dính mắc và con người đến với nhau nhìn nhận toàn vấn đề thôi. Có thể mới yêu cũng đẹp vô cùng nha. Nhưng về ở với nhau nó không còn đẹp nữa, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dính với cái lỗi của người. Mà đã bảo rồi, người là người, lỗi là lỗi. Dạo cứ dính đã phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai rồi. Đã sử dụng cái nhận thức bậc 1 thì phân biệt cho tới cùng đi. Người là người, lỗi là lỗi. Đừng lấy cái lỗi dính vào cái người người ta nữa. Để làm gì? Để mà có cái vấn đề với người. Để mà nó không còn như thuở ban đầu nữa. Để mà gì ạ? Để mà làm cho nhau bối rối, khó xử ra. Cả nhà nhỉ? Nên là gì ạ? Kinh doanh ấy. Kinh doanh đầu tiên thì bắt đầu từ kinh doanh môi trường. Môi trường trước. Kinh doanh môi trường thành công thì kinh doanh gia đình thành công, kinh doanh đoàn đội thành công và kinh doanh sự nghiệp sẽ thành công ở nhà. Đầu tiên là kinh doanh môi trường trước đã nha. Môi trường trước đã, mà môi trường thì bắt nguồn từ mình. Kinh doanh môi trường thành công, kinh doanh gia đình thành công thì kinh doanh đoàn đội thành công và cuối cùng là kinh doanh sự nghiệp thành công. Có những cái thứ tự nha, có những cái thứ tự này Phương ghi lại trước ra nha. Trí tuệ này hay lắm, không biết là hôm nay có đủ thời gian chia sẻ với anh chị, nhưng muốn nhiều thứ muốn hay lắm. Cái học phần này nó gọi là đại học phần nhân cách mà. Các anh chị thu hút được con người hay không bây giờ á, thu hút người về rồi bây giờ có giữ được người hay không á, nó là một chuyện khác nữa cơ. Nên là chúng ta biết là chúng ta làm giàu cái nhân cách này, nên làm kiến tạo cái môi trường thành công này đi ấy, thì để đâu cũng được. Cả nhà ghi số giúp Phương cái này, Phương giải thích ạ. Bắt đầu từ kinh doanh môi trường. Kinh doanh môi trường thành công. Xong đó là kinh doanh gia đình trước ạ. Kinh doanh môi trường thành công này. Xong đó là kinh doanh gia đình thành công. Kinh doanh gia đình thành công. Ồ, cả nhà nhìn thấy cái bảng viết của Phương chưa ạ? Anh Biên Cương. Cả nhà nhìn thấy chưa ạ? Dạ có ạ. À, thế thì anh Biên Cương giúp Phương xem lại nha. Kinh doanh môi trường này. Kinh doanh gia đình này. Rồi, kinh doanh đoàn đội. Cái này ít nói lắm. Cái này Phương nghe thầy thỉnh thoảng mới nghe thầy chia sẻ đâu. Nhưng mà Phương tâm đắc. Tâm đắc chia sẻ cả nhà. Không hiểu sao mình cứ có cái cảm thụ là cứ phải kinh doanh gia đình trước đã. Làm gì thì làm, cứ phải kinh doanh gia đình thành công ngon trước đã. Làm gì cũng được. Xong chưa?
kinh doanh đoàn đội đến kinh doanh đoàn đội, kinh doanh đoàn đội thành công. Và cuối cùng đó chính là kinh doanh sự nghiệp thành công. Kinh doanh môi trường này, kinh doanh gia đình, kinh doanh đoàn đội và cuối cùng là kinh doanh sự nghiệp. Dạ, xong Phương sẽ giải thích cho cả nhà tại sao kinh doanh môi trường. Môi trường bắt đầu từ đâu? Cả nhà cứ chọn đoạn này, Phương sẽ giải thích nha. Dạ, biết ơn nghi vấn của chị Thanh Bình. Này hay lắm, kiến tri thức này nó hay lắm cả nhà. Áp dụng kinh doanh cũng được. Áp dụng ở đâu cũng được, trong một bạn, một nhóm bạn chơi với nhau đấy cũng được hết đấy. Cả nhà ghi trước cái này trước đó. Mình có cái nhận thức này trước này. Bắt đầu từ kinh doanh môi trường, sau đó là kinh doanh gia đình, kinh doanh đoàn đội và kinh doanh sự nghiệp. Đoàn đội này tượng trưng cho một nhóm ấy. Đó, còn sự nghiệp thì làm lên cả 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 với sự nghiệp chúng ta. Dạ. Kinh doanh môi trường thành công, kinh doanh gia đình thành công, kinh doanh đoàn đội thành công và kinh doanh sự nghiệp thành công. Vậy thì tại sao là môi trường? Môi trường bắt đầu từ đâu đây? Môi trường bắt đầu từ bản thân mình. À, chúng ta này này, một cái môi trường ấy bắt đầu từ đâu ạ? Bắt đầu từ chính mình. À, một người giàu nhân cách với cả nhà, đó chính là nền tảng hay là gì? Là khởi nguồn cho một cái môi trường thành công. Dạ, một người giàu nhân cách ạ, một người giàu nhân cách là bắt đầu cho một gì ạ? Bắt đầu cho việc là xây dựng nên một môi trường thành công. Ồ, Phương có được chị Huyền Trần chứa đựng à? Chị Huyền Trần biết Phương từ trước đấy rồi, sao mà bảo Phương khác trước quá? Biết ơn chị Huyền. Không biết khác như nào đây. Cả nhà ghi xuống giúp Phương này. Đầu tiên ấy, đầu tiên này cả nhà. Đầu tiên nhá. Mình, bản thân chúng ta bắt đầu từ chính mình này. Kinh doanh môi trường bắt đầu từ chính mình. Thì Phương gọi đây là một điểm. Phương gọi đây là một điểm. Cả nhà ghi xuống giúp Phương này. Đây là một điểm. Bắt đầu từ mình. Bắt đầu từ mình. Đây gọi một điểm. Dạ, biên cả nhà. Bắt đầu đây là chính là một điểm. Một điểm trước nha. Đó. Một điểm. Tiếp tục này. Chúng ta tìm thêm hai người nữa. Tìm thêm hai người nữa. Phương gọi đây là điểm A đi. Chúng ta tìm thêm hai người nữa. Gọi là điểm B. Điểm B. Và thêm một cái điểm nữa là gọi là điểm C. Điểm điểm A, điểm B, điểm C, các chị ghi là điểm nơi cũng được. Thì hai cái điểm nối với nhau thì gọi tạo thành một cái tuyến. Hai điểm nối với nhau gọi là một cái tuyến. Đó, hai cái điểm nối với nhau thì tạo thành một cái tuyến. Hai cái điểm nối với nhau tạo thành một cái tuyến. Rồi. Hai điểm nối với nhau tạo thành cái tuyến. Và khi nối chúng ta nối ba cái điểm này vào với nhau á cả nhà, thì lúc đấy sẽ tạo thành một cái gọi là cái diện. Đó, tạo thành cái này gọi là cái diện. Được chưa cả nhà? Cái này sẽ gọi là cái diện. Ba điểm A, B, C nối lại với nhau sẽ tạo thành cái diện. Hai điểm thì tạo thành tuyến và ba điểm tạo thành diện. Thì lúc đấy bắt đầu hình thành nên một cái gọi là môi trường. Ba điểm tạo thành diện gọi là một cái môi trường cả nhà. Môi trường. Môi trường. Ba điểm, chỉ cần có ba điểm thôi. Kinh doanh này, kinh doanh môi trường thì đâu, đó là ba người. Chúng ta làm thế nào cả nhà? Mình làm giàu nhân cách này, mình kiện toàn nhân cách, sau đó là gì? Mình thu hút thêm hai người nữa. Mình thêm hai, thu hút thêm hai người nữa, cùng gì? Cùng hướng đến làm giàu nhân cách như mình. Thì lúc đấy tạo nên một cái môi trường hay tạo thành một cái diện á. Ở đó thì tạo thành một cái môi trường, một cái diện với nhau. Làm giàu nhân cách. À,
Có thể là người A này, bản thân người A chỉ có khoảng 3 yếu tố thôi. Ví dụ nha, người A có được sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin. Rồi, người B thì có gì ạ? Người B thì có gì ạ? Có trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương. Người C thì có bao dung, khiêm tốn, chân thật. Thì ba người này đủ 9 yếu tố của nhân cách kiện toàn như cả nhà. Đó, tạo nên một cái môi trường giàu nhân cách chưa? Đây thì phiên chiếu lại như cả nhà này. Chậm đoạn này nha, chậm chút này. Hai người tạo thành một tuyến. Ba người thì tạo thành một diện. Và hay cách gọi khác này, diện này là tạo nên một cái môi trường ấy. Diện chính là một môi trường. Nên chỉ cần có ba người là tạo nên một cái môi trường rồi. Được chưa cả nhà? Bắt đầu từ chính mình. Một cái môi trường thành công bắt đầu từ chính mình. Môi trường thành công bắt đầu từ chính mình, từ chúng ta này. Thì chúng ta đi thu hút thêm hai người. Phương này ví dụ đây là Phương là điểm A. Phương thu hút thêm chị Dung. Trên màn hình đang có chị Dung này. Phương xin phép mượn chị Dung nha. Để Phương lấy ví dụ này. Chị Dung là điểm B. Được chưa? Phương xin phép mượn Lý Hóa ở điểm C. Đó, có Phương, có chị Dung, có Lý Hóa tạo thành một diện. Đó là bắt đầu thành một cái môi trường rồi này. Bây giờ Phương với lại Lý Hóa với lại chị Dung. Tiến tới là gì? Hướng tới xây dựng một cái môi trường thành công. Ở nơi đấy lại có ba người hướng tới là gì? Xây dựng một cái môi trường thành công. Là một cái môi trường mà có 9 cái yếu tố này. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật. Phương cũng đang trong quá trình làm giàu nhân cách. Thì Phương có gì ạ? Phương là điểm A. Phương có nhân cách vui vẻ, hy vọng, niềm tin. Rồi, Lý Hóa là điểm B. Có nhân cách trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương. Rồi, có ai nữa ạ? À, có Lý Dung là điểm gì ạ? Điểm C là có sự bao dung, khiêm tốn, chân thật. Thế là ba người tạo thành một môi trường giàu nhân cách chưa cả nhà? Đủ chín chưa? Đó. Tại sao chúng ta lại bảo là kinh doanh môi trường thành công? Kinh doanh môi trường thành công thì mới kinh doanh sự nghiệp thành công được cả nhà. Nó bắt nguồn từ chính mình như này. Thì chính mình trong cái quá trình chúng ta kiện toàn nhân cách á, chúng ta thu hút những người, hai người ở lại với mình. Thì hai người này á, sẽ cùng với mình kiện toàn nhân cách hay nói cách khác là làm giàu nhân cách. Làm đủ cả 9 cái yếu tố này. Thì lúc đấy nó đại diện cho một môi trường thành công. Môi trường có cả 9 cái yếu tố này. Thì lúc đấy là gì? Chúng ta sẽ thu hút mọi nguồn lực, thu hút tất cả con người về với mình. Bởi vì là gì? Người giàu nhân cách thì thu hút con người đến mà. Ai cũng thích ở gần mà. Đúng không cả nhà? Đó. Đấy dần dần này. Thế Phương với lại chị Dung với lại Lý Hóa tạo thành một cái môi trường thành công rồi bắt đầu này. Đó. À, anh Hiếu này bắt đầu bảo cho ở giữa này, bắt đầu thu hút thêm anh Hiếu này. Đó, có chị Lê Thu mới vào thu hút thêm. Vì sao? Chúng ta thì có 9 cái yếu tố này rồi. Có ai mà không thích ở cạnh người vui vẻ không? Có ai từ chối ở cạnh người hy vọng không cả nhà? À, ai cũng thích ở một cạnh có người niềm tin hết á. Không ai là không thích ở bên cạnh người có trí tuệ cả. Và đặc biệt là gì? Cái người mà có sự trân trọng biết ơn, có bao dung và yêu thương con người thì ai cũng thích ở gần. Ở cạnh người bao dung thích lắm. Ở cạnh người yêu thương là gì? Được tôn trọng, được thấu hiểu. À, ở cạnh người bao dung là gì? Được chấp nhận những cái điều khác biệt của người với mình. Trong một cái giới hạn nhất định nào đó. Mà gì ạ? Mà không có vấn đề gì hết. Đúng không cả nhà? Một cái môi trường mà đấy con người ta kiện toàn nhân cách hay nói cách khác là giàu nhân cách ấy. À, thì gì ạ? Con người tất cả lúc đấy chúng ta phát huy được hết mọi yếu tố. Vui vẻ cũng có, cái trạng thái cảm xúc tốt cũng có, cái trạng thái nhận thức tốt cũng có, cái trí tuệ của chúng ta này, chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh khi chúng ta ở cạnh một cái người mà có nhân cách trí tuệ, bởi vì họ giúp cho mình nâng tầng nhận thức nội tâm mà. Nâng tầng nhận thức nội tâm, nâng tầng bậc trí tuệ thì lúc đấy chúng ta đơn giản để đứng trên vấn nạn phát sinh. Nên môi trường đấy rất thu hút con người. Nên cái tri thức về cả nhà, các anh chị mà bây giờ đưa vào ứng dụng trong gia đình của mình ấy, thì đầu tiên là mình này, bắt đầu từ mình trước. Mình thu hút chồng, thu hút vợ, đúng không? Hoặc là gì, thu hút thêm một nhân tài nữa là có thể là con. Bắt đầu từ môi trường chính mình. Mình kinh doanh gia đình trước, à kinh doanh môi trường trước này. Sau đó là gì, có ba nhân tố rồi thì bắt đầu là mở rộng ra gia đình lớn. Có anh em, cô dì, chú bác. Rồi đến đoàn đội.
Đấy chưa cả nhà. Đến đoàn đội là mở rộng ra, rồi cuối cùng là đến sự nghiệp. Sự nghiệp của chúng ta có lớn được hay không cả nhà, thì nó phải có cái số lượng con người. Nó phải số lượng con người. Nên là gì ạ? Càng ngày càng phải thu hút con người. Mà thu hút những người gì? Thu hút những cái người mà cũng giàu nhân cách như mình ấy. Thì mới đại diện cho một cái sự nghiệp thành công và bền vững được. Lúc đấy mới gọi là kinh doanh sự nghiệp thành công được cả nhà. Nên là đây là một cái phần mà Phương học đi học lại Phương vẫn thấy thích. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đang trong cái quá trình đấy. Đang trong cái quá trình đó. Nên học đi học lại để nhắc nhở bản thân mình thôi. Dạ. Nhắc nhở bản thân mình. Thu hút những con người cũng đang trong cái quá trình mà họ muốn làm giàu nhân cách. Họ muốn cái kiện toàn nhân cách như chính mình á. Mình thu hút lại. Mình thu hút họ về đến với mình. À, cùng là gì? Cùng nhau kiện toàn nhân cách như cả nhà. Cùng nhau kiện toàn nhân cách, cùng nhau làm giàu nhân cách. À. Cả nhà nắm ý này chưa? Đây là một cái nhận thức mà ứng dụng nhiều lắm. Ứng dụng nhiều lắm. Chúng ta làm được cái môi trường như thế này ấy. Chúng ta làm được cái môi trường, làm được cái gia đình mà có cái môi trường có 9 yếu tố này á. Thì không có em bé nào sinh ra mà không trở thành nhân tài cả. Không có em bé nào sinh ra mà không có trở thành nhân tài hết. Tất cả em bé nào sinh ra trở thành nhân tài. Không có một người chồng nào mà không thể, không có một người chồng nào từ chối cái sự thành công nếu như mà gì ạ? Nếu như có được một gia đình có 9 yếu tố này. Không có một nhân tài nào mà không nở hoa ra khi mà họ thực sự họ đã gieo mình xuống tại một cái môi trường mà có 9 yếu tố này. Có 9 yếu tố này. Họ được bao dung. Họ được gì ạ? À, họ được trân trọng. Họ được trân trọng biết ơn sự có mặt của họ. Họ được trân trọng biết ơn tất cả những cái ý tưởng của họ. Và ở cái môi trường đấy, họ lại giúp được bạn giúp được để đứng trên vấn nạn phát sinh. Họ lại đủ chủ động kiến tạo, tự nhiên biết nên làm cái điều gì cho nó phù hợp á. Họ lại được kích hoạt đến tất cả những cái thứ mà gì trong cái tổng nghiệp người ta lên nhờ cái sự bao dung và trân trọng biết ơn. Rồi trong cái nguồn năng lượng của sự chân thật đấy, người ta gì cảm thấy an toàn, cảm thấy lại được là chính mình, thì chính tức lúc đấy người ta phát huy nhiều nhất bản thân người ta. Họ người được làm cái thứ mình thích, được làm thứ mình muốn, được nói ra những cái ý tưởng của mình cả nhà, được làm những cái thứ đấy thì nó kích cái tổng nghiệp của một người lên nhiều lắm. Không hạn chế mà, không còn rào cản gì nữa. Ở cạnh bên một người mà được là chính mình thì làm gì có rào cản gì đúng không cả nhà? Được làm hết tất cả những cái gì mình thích, được tự do làm. Thì chính từ lúc đấy người ta phát huy vô hạn bản thân cả nhà. Tự nhiên lại nhớ trong cái nhân cách chân thật kìa nhà, ở trong cái môi trường mà có cái nhân cách chân thật ấy, con người ta được phát huy vô hạn giá trị của bản thân. Dạ. Và cũng chính trong đấy con người ta học hấp thu vô hạn những cái tri thức. Các anh chị có cảm thụ không ạ? Các anh chị có cảm thụ thấy cái môi trường của WIT, lớp học của WIT, các anh chị có cảm thấy là cái sự chân thật không ạ? Có được là chính mình không? Có biết mình đang nghe, học biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang biết như vậy thôi. Được là chính mình. Được là chính mình thì lúc đấy mình dễ hấp thu vô hạn được. Hấp thu vô hạn và cũng phát huy vô hạn giá trị của bản thân được. Hấp thụ toàn diện luôn à. Hấp thụ vô hạn. Một trong số những cái điều đầu tiên mà Phương muốn nhận ở tổ chức khi mà được thầy phỏng vấn chương trình mentor cả nhà. Thầy hỏi là 8 cái điều mong muốn khi đến với môi trường WIT là gì? Thì Phương mới nói là Phương mong muốn được nhận cái hiện thực xây dựng môi trường của thầy. Ngày đấy không biết đâu, ngày đấy không biết đâu ạ. Bởi vì chỉ ấn tượng duy nhất là sao môi trường của WIT mình cảm thụ có một cái thứ gì nó văn hóa quá mà mình không gọi tên ra được. Cứ ngày nào đến 6 giờ chiều ấy là Phương cũng phải săn vào đúng cái giờ ấy để được nghe cô Quế Minh giao lưu. Thì trong cái lúc mà là Phương giao lưu cùng với Quế Minh và nghe cô Quế Minh giao lưu ấy thì là lúc đấy mình hấp thu được nhiều nhất.
cái hiện thực của mỗi người và hấp thu được cái hiện thực làm MC của cô Quý Minh. Cô Quý Minh nghe mọi người chia sẻ biết đăng ngay và không có dính mắc. Dính thì cô chỉ chọn dính cái điều đẹp nhất thôi. Ví dụ cô nói là ví dụ trong đây Phương lấy đi nha. Có một chị tên một bông hoa chị Mai đi. Chị Mai Trần đi, cô lấy ví dụ Phương xin phép mượn chị Mai nha. Thì cô sẽ nói này, Mai thì có bao nhiêu loại hoa mai chẳng hạn đấy. Hoa mai thì có màu gì, nở vào khi nào. Hoa mai ở Việt Nam thì khác gì với hoa mai ở các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như vậy, thì tên là Mai thì gắn liền với lại điều gì? Gắn liền hoa mai, tuyết mai hay là sương mai? Tất tất cả nào là cái tên nào, phạm trù tên nào, phạm trù hoa nào, phạm trù của thời gian, thì cô sẽ đưa cả nhà hết. Nhắc đến một người thì cô sẽ gì ạ? Cô sẽ kiến tạo cái hình ảnh về cái tên của mình. Ồ, Phương bảo hay quá. Nhưng mà đúng là càng ngày học Phương mới gọi tên ra được là gì? Trong cô có cái nhân cách trí tuệ cả nhà. Nên là cô kiến tạo cho mình. Ngày xưa Phương tên là đến vào cái tên của Phương ấy cả nhà. Cô đọc đúng tên là tên họ Vũ Phương này, trong lớp có bao nhiêu người này. Họ Vũ Võ cũng là một họ rất đặc biệt. Họ Vũ Võ thì con gái thường rất mạnh mẽ. Con cái họ Vũ Võ thì sao? Thì đi đi có thể là gì ạ? Vừa vừa giỏi văn vừa giỏi võ, văn võ song toàn, tức là mình tự nhiên mình được cô có cái hình đấy trong cả nhà. Thì lúc đấy chính thức này, trong phương có cái hình ảnh cô Minh là người rất trí tuệ đó, thì lúc đấy là gì, cái nhân cách trí tuệ trong cô Minh để bắt đầu hình thành trong phương, và cô Minh cũng hướng tới là một cái người có cái hình ảnh đấy trong mình đi, và bản thân người nghe như Phương này được nâng cái nhận thức nội tâm, được cái gì ạ, được biết cách kiến tạo hình ảnh tâm trí, tức là lên tầng bậc 2 cho cả nhà đó, và gì ạ? Biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, nâng tầng bậc 3 rồi thì chính thức là gì ạ? Phương cảm thụ được cô Minh có cái nhân cách trí tuệ, và nhiều người đều có cái cảm thụ đấy, thì chính thức là cô Minh có cái nhân hiệu là một người cô giáo trí tuệ đi. Rồi, cái nhân hiệu trí tuệ sẽ gắn liền với cô Minh đấy cả nhà đó, và trong lúc giao lưu với lại cô Minh thì biết đang nghe, biết mang thấy, biết đang vậy, thế thì là mình hấp thu vô hạn, bởi vì nghe không bị dính mắc gì cả mà, đúng không cả nhà? Lúc đấy là gì, mình được là chính mình vào đây mình chia sẻ với cô điều gì cũng được, nghe chia sẻ hết cả nhà, hay với thầy cũng thế, có thậm chí có khóa nhá, có bạn lên hỏi hướng dẫn con mèo đi toilet như nào thầy cũng trả lời, đúng không? Các anh chị được là chính mình, chia sẻ hết tất cả câu chuyện, cả thậm chí về giới tính của bản thân đi, thì lúc đấy là gì, các anh chị vừa hấp thu từ thầy và đồng thời cũng phát huy được vô hạn cái giá trị của bản thân. Phương cảm thụ là một học viên nhé, xuất phát từ một học viên của lớp cảm thụ cái lớp học nội tâm á. Nên Phương chia sẻ với cả nhà. Đầu giờ cũng thế, đầu giờ cũng vậy, lúc nào cũng vào để giao lưu cùng các thầy cô, bởi vì là những hiện thực các thầy cô á, cái những cái nhân cách ấy, mình mong muốn có được cái điều đấy, mình muốn cái hình ảnh của các thầy cô ấy là cái hình ảnh trong mình kiến tạo, và gì ạ, những cái giá trị các thầy cô mình nhận được, mình mong muốn muốn mong muốn là cái giá trị đấy cũng đi cho người khác, thì chính thức lúc đấy mình mới gọi tên là cái hiện thực của một cái môi trường văn hóa ấy, là một môi trường có 9 cái yếu tố này. Một cái môi trường thành công ấy là một môi trường có 9 cái yếu tố này cả nhà. Nên học thích lắm. Lúc nào cũng thích, 6 giờ cũng vào học từ những cái khóa 3 rồi. Biết đến cô Minh cái là vào học rồi, còn thầy thì khỏi nói. Thầy thì khỏi nói. Cô Trâm Phương cũng rất thích huân tập, cô Hoàng Anh cũng vậy. Rồi thầy Quang đó, thầy Quang thì cực kỳ là trí tuệ, thầy Quang có thể là đưa ra một giải pháp cho một sát na luôn. Rồi thầy Phụng, thầy Dưỡng, tất cả thầy cô đều cho mình một cái cảm thụ là môi trường này rất trí tuệ, môi trường này gì ạ, rất vui vẻ, chân thật, được bao dung, cảm thụ được cái sự trân trọng, biết ơn, cái tình yêu thương và cái sự khiêm tốn ở trong đó. Nên chính thức lúc đấy ạ, mình được hấp thu vô hạn cả nhà. Nên chúng ta muốn có dạy con cái ấy, muốn nuôi dạy con cái tốt ấy, thì đầu tiên ấy cả nhà, chúng ta phải tạo được cái bối cảnh, tạo được cái môi trường cho các con á. Chúng ta muốn chuyển cho con cái điều gì thì chuyển, nhưng mà phải cho con cảm thụ là con được an toàn trước đã cả nhà. Con phải cảm thấy cái an toàn. Thì mình thế này, mình phải định hình mình có nhân cách trí tuệ nha cả nhà. Định hình cái nhân cách trí tuệ, bắt đầu từ cái việc là định hình cái nhân cách trí tuệ. Chúng ta cảm cho người ta cái cảm thụ đấy, và mang đến cho người ta cái cảm giác là gì, người ta an toàn khi ở với mình. Người ta gì ạ, khi mình nói chuyện với người ta mình biết là đang như vậy thôi ấy, không có dính mắc. Con kể chuyện ở lớp con bị lỗi, bị phạt, mà mình nghe biết như vậy đó, không có dính mắc lỗi vào con, thì chính lúc đấy có cái gì con cũng kể cho mình nghe hết đấy, thậm chí việc con có bạn gái đúng không ạ, thậm chí việc có bạn trai con cũng kể hết, thì chính thức lúc đấy này, một cái môi trường mà con cảm thấy an toàn, thì bố mẹ lúc đó muốn dạy con cái gì cũng được.
muốn cho con cái gì cũng được thì con mới gì, con mới hấp thu được, đúng không cả nhà? Cái môi trường con người ta phải cảm thấy thì cái mặt hồ nó yên ả, con người ta được nói ra tất cả những thứ người ta nói, không có dính mắc gì hết. À, thì lúc đấy là gì, chính thức lúc đấy nha, chính thức cái lúc đấy ạ, con sẽ hấp thu vô hạn cái lời mình nói, và chính thức lúc đấy con sẽ tự nhiên biết nên làm cái điều gì, bởi vì trong cái tĩnh lặng cái trí tuệ nó được sinh khởi mà. Nên ba mẹ thực sự nghe, lắng nghe này, biết đang nghe như vậy thôi. À, và gì ạ? Trong cái đoạn đấy giúp cho con nâng nhận thức nội tâm, nâng bậc trí tuệ lên ấy, thì chính thức giúp cho con nhận được hai cái nhân cách ấy từ mình luôn. À, con hấp thu được vô hạn tất cả những lời mình nói. Trong cái sự an toàn ấy, trong cái môi trường an toàn ấy, chúng ta muốn chuyển cho con cái thông điệp gì, muốn chuyển cho con cái tri thức gì, thì phải xuất phát từ mình trước đã. Nên kể cả các anh chị ở đây cũng thế. Các anh chị thay đổi mình thế này, thay đổi bản thân mình trước. Ừ. Mình chân thật, tất cả mọi thứ mình cứ chân thật trước đi. Mình có cái hiện thực đấy trước đi. Cái người xung quanh mình này này, các anh chị bắt đầu từ chính mình này. Mọi người xung quanh mình trong gia đình mình để bắt đầu cảm thấy có một cái sự lắng nghe từ bên trong mình. Nghe mà không có suy nghĩ ấy. Nghe không phán xét ấy. Kể cả gì ạ, mình nghe mặc dù mình không nói á, nhưng trong đôi mắt mình nó cũng đầy cái suy nghĩ thì người ta không cảm thấy an toàn. Nhưng mà tất cả khi chúng ta đã khoác lên cái chiếc áo là giàu nhân cách ấy, giàu cái chiếc áo chân thật đấy, nhân cách chân thật đấy, thì cái người nghe dù chúng ta là gì ạ, chúng ta nói nhưng mà bên trong người ta vẫn cảm thấy là gì, mình nói một cách rất đơn giản và không bị vướng suy nghĩ gì, thì chính thức lúc đấy này họ cảm thụ được cái nhân cách đấy của mình, họ muốn thay đổi giống như mình, họ muốn thay đổi. Thì lúc đó này, khi họ đã cảm thấy an toàn rồi, cái bối cảnh ấy, cái môi trường đã thiết lập được rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta có quảng bá về lớp học thì họ cũng mới nghe. Trong cái điều đấy, trong cái bối cảnh đấy, chúng ta có quảng bá cái điều gì thì họ mới nghe. Còn á, còn còn dính mắc cái việc họ thay đổi ấy, thì còn còn đang suy nghĩ rồi thì còn chưa chân thật, mà chưa chân thật thì họ không cảm thấy an toàn đâu, chưa cảm thấy an toàn đâu. Chưa cảm thấy an toàn thì họ chưa có nghe lời mình đâu, mà thay đổi đâu cả nhà. Nên cứ bắt đầu từ việc mình trước. Một môi trường thành công bắt đầu từ việc một người này, một người giàu nhân cách. Dạ. Một môi trường thành công bắt đầu từ một việc là từ từ một người làm giàu nhân cách nha cả nhà. Từ một người làm giàu nhân cách. Dạ. Sếp cũng như vậy. Sếp cũng như vậy, nhân viên cũng thế. Chúng ta đừng mưu cầu nhân viên thay đổi, từ mình đi, bắt nguồn từ mình đi. Đừng có giả bộ nghe. Phương thấy là có rất nhiều người hay giả vờ nghe lắm. Nhân viên đến chia sẻ về cái khó khăn ấy, thì mình là gì? Mình hay giả vờ nghe lắm. Chứ mình chưa gọi là gì? Mình chưa có biết đang nghe đâu. Mình chưa có cảm thụ nghe một cách đơn giản và không suy nghĩ đâu. Mình cứ hay giả bộ nghe lắm. Giả bộ nghe thì người kia người ta chỉ giả bộ nói thôi. Người ta không cảm thấy an toàn khi khi nói chuyện với mình mà. Và lúc nào chúng ta chăm chăm vào cái việc chúng ta đưa giải pháp ấy. Nhưng mà không phải. Dạ. Chính trong cái môi trường mà gì, họ cảm thụ đến cái sự chân thật đấy. Họ cảm thụ cái nhân cách chân thật bên trong một người á. Họ cảm thấy an toàn. Họ có gì? Họ muốn phát huy vô hạn bản thân họ. Và cũng muốn hấp thu vô hạn từ môi trường của mình. Dạ. Phương cả nhà. Chính là một cái hiện thực của thầy Bùi Dưỡng ấy. Chính lúc này là chưa bao giờ cảm thấy muốn nghe lời như vậy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cảm thụ rõ cái tình yêu thương của thầy, cảm thụ rõ cái tình yêu thương trong tổ chức của mình, cảm thụ rõ cái sự chân thật trong tổ chức của mình rồi. Nên là muốn được nghe lời thầy cô, tất cả những cái lời thầy cô nói ấy, tất cả những cái lời thầy cô nghi vấn hay tất cả những cái nghi vấn của thầy cô được làm rõ ấy, mình chỉ cần nhận và mình trở thành thôi. Không có một cái lăn tăn gì trong cái nội tâm của mình khi mình đồng hành tổ chức cả. Có điều là mình đã đủ sức khỏe. Ừ, đủ cái sức khỏe để mình theo đuổi hay chưa thôi. Mình có đủ cái sự chứa đựng con người hay không thôi. Chứ còn á, bản thân mình bên trong mình này, à, mình đã biết là gì? Cái môi trường đó, tất cả mọi người đã có cái điều đấy rồi. Tất cả các thầy cô đã làm cho mình có cảm thụ đấy rồi ấy, thì mình chỉ có vâng lời và làm theo thôi cả nhà. Cứ nghe lời và làm theo là không có cách nào khác cả. Nghe lời và làm theo, bởi vì đây là cách tốt nhất rồi. Không có một cái môi trường nào mà tốt hơn cái môi trường mà giàu nhân cách cả nhà. Không có môi trường nào tốt hơn cái môi trường mà có cả chín cái yếu tố này cả. Dạ. Cái đây nó chính là Phương gọi tên, đây chính là môi trường văn hóa đấy. Cái thứ văn hóa ngày xưa mình gọi có một từ duy nhất mình gọi là từ văn hóa, một môi trường văn hóa đấy. Nhưng bây giờ thì chính thức gọi tên ra được rồi, là bởi vì ở cái môi trường mình cảm thụ cái điều này.
cảm phục cái điều này. Những cái lúc mà chưa ngon ấy, dở định nghĩa ra đọc. Những lúc mà cảm thấy nội tâm mình chưa ngon thì dở định nghĩa ra đọc. Tại sao chưa làm được điều đấy thì dở lại định nghĩa ra đọc. Định nghĩa ra đọc. Ví dụ hôm nay định nghĩa ra đọc trí tuệ như nào, dở lại định nghĩa ra đọc, sau đó lại quay trở lại định nghĩa của giàu nhân cách và định nghĩa nhân cách, đọc ghép hai đến với nhau thì ra định nghĩa gì? Nhân cách trí tuệ. Cả nhà cứ nghe Phương nghe lại và xem. Đọc lại định nghĩa trí tuệ này, xong dở lại nhân gọi là cái nhân cách cần giàu nhân cách và định nghĩa nhân cách ra mà xem, ghép hai cái đấy về về với nhau thì ra nhân cách trí tuệ. Nhân cách trí tuệ ấy. Cái đoạn này nóng nha cả nhà. Muốn nói lắm, mắc nói lắm. Đoạn này nói mắc nói ơi mắc nói. Gì mà trúng tim đen trời. Có ai cũng đều trăn trở đấy ạ. Trúng đoạn nào vậy các chị? Phương nói rất từ nãy không biết trúng đoạn nào vậy. Mắc nghe à? Có người mắc mê thì có người mắc nói là đúng rồi. Dạ. Bắt đầu từ đây nha cả nhà. Hãy bắt đầu từ đây. Kinh doanh môi trường thành công thì kinh doanh gia đình thành công. Dạ. Kinh doanh gia đình thành công á thì mới kinh doanh đoàn đội thành công. Và kinh doanh đoàn đội thành công á thì mới kinh doanh sự nghiệp thành công. Nên các anh chị ạ, mình muốn làm có sự nghiệp ấy, mình muốn có sự nghiệp, muốn có thành công thì hãy bắt đầu từ việc kinh doanh môi trường và bắt đầu từ chính mình. Môi trường bắt đầu từ chính chúng ta. Bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta làm giàu nhân cách. Vui vẻ này, hy vọng này, niềm tin, trí tuệ, trân trọng biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Làm giàu chính cái nhân cách này. À, hay tiện đây Phương chia sẻ với cả nhà mắc nghe Phương chia sẻ cho cả nhà cái quy trình thành công nhà lãnh đạo siêu phàm nhé. Cả nhà có muốn nghe cái chia sẻ này không ạ? Lớp mình nếu bắt thuận bối cảnh Phương sẽ chia sẻ. Có ạ, các chị phòng Zoom số 2 có muốn nghe Phương chia sẻ cái này này. Có bối cảnh thấy mọi người muốn nghe, lớp mình học giỏi quá. Cái này ít lắm, ít quy trình thành công nhà lãnh đạo siêu phàm, ít chia sẻ lớp nội tâm lắm, rất ít. Phương để ý thấy rất ít bởi vì phải có bối cảnh không? Các anh chị muốn nghe không? Thì mới chia sẻ. Học giỏi. K29 phối hợp. K29 đón nhận. Ngoan. Siêu nhân tài. Các anh chị siêu nhân tài. Dạ. Môi trường thành công ở nhà, cái gọi là quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. Ở nhà ghi số giúp Phương nha. Đặt ý 26 ngày à? Thế để Phương xin thầy nhé. Quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. Dạ. Quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. Đây là gọi là cái quy trình. Cái quy trình là cái thứ mà nó đã có cái trật tự của nó rồi cả nhà. Chúng ta cứ làm theo thôi ạ. Quy trình là những cái thứ mà đã có cái trật tự từng bước một á. Để gọi là cái quy trình nha. Từng các cái bước ghép lại với nhau theo một cái trình tự nhất định, theo một cái quy định, quy củ nhất định ấy, thì được gọi là gì ạ? À, được gọi là cái quy trình. Thì nó có những cái bước của nó, cả nhà này. Bây giờ chúng ta này đã gọi là quy trình rồi ấy, thì cách thực hiện theo đúng cái quy trình này đi. Từng các bước ấy đã được quy định rồi, theo các cái trình tự lần lượt rồi. Chúng ta cứ làm từng bước một nha. Thì lúc đấy chúng ta sẽ đạt được thành công. À. Đây này, hôm nay chúng ta gọi là quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. Hiểu nôm na ấy, thì đầu tiên chúng ta giải thích đi. Nhà lãnh đạo siêu phàm
là nhà lãnh đạo này dám làm những điều người khác không dám làm. Đó, dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ. Dám mơ ước những điều người khác không dám mơ ước. Kiểu vậy cả nhà. Dạ. Nhà lãnh đạo siêu phàm này, nhà lãnh đạo dám làm những điều người khác không dám làm. Dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ. Dám thực hiện, dám hiện thực những cái điều người khác không dám hiện thực, không dám gì, không dám thực hiện. À, dám gì, dám mơ ước những điều người khác không dám mơ ước. Thì gọi chung là gì, họ hiểu nôm na là như vậy thôi nha. Bối cảnh nó mình hôm nay chỉ giải thích nôm na thôi. Vậy thì gì ạ? Cái nhà lãnh đạo siêu phàm này, họ dám làm những điều người khác không dám làm, thì họ sẽ đạt được những cái điều mà người khác không dám, người khác không thể đạt được. À, hay nói cái khác là gì? Họ sẽ đạt được những cái điều mà người khác không dám đạt. Gọi là quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm. Dám làm những điều người khác không dám làm. Ừ. Dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ. Dám mơ ước, dám hiện thực những điều người khác không dám mơ ước, không dám hiện thực. Và gì? Dám đạt được những cái điều người khác không dám đạt đến nó đó. Hiểu nôm na là như vậy nha cả nhà. Gọi là nhà lãnh đạo siêu phàm. Dạ. Gọi tên chung là lãnh đạo siêu phàm. Đây cả nhà quan sát này. Bối cảnh này Phương sẽ đưa cả nhà cái quy trình này trước nha. Xong rồi Phương sẽ lấy ví dụ. Ví dụ trong đấy có gia đình thì các anh chị có thể nắm bắt được thêm này. Nếu mình có thể quan tâm đến vừa gia đình đã lãnh đạo gia đình, lãnh đạo sự nghiệp và các anh chị có vẻ như rất là đỉnh hay sao ấy. Muốn lãnh đạo gia đình thành công, muốn lãnh đạo tổ chức thành công thì phải. Đúng rồi, trong đây hình như toàn siêu nhân tài, toàn cán bộ thì phải. Toàn lãnh đạo xịn thì phải. Hỏi từ gia đình cho đến tổ chức, từ quản trị nhân viên cho đến quản trị gia đình của mình. Cả nhà ghi xuống giúp Phương nha. Đầu tiên này, các anh chị ghi xuống này. Cái quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm bắt đầu từ việc là gì? Từ cái việc là một cái môi trường. Bắt đầu từ việc chúng ta kiến tạo một cái môi trường. Môi trường gọi là cái môi trường tốt. Môi trường. Bắt đầu từ việc là chúng ta kiến tạo một cái môi trường trước. Rồi. Sau đó thứ hai này. Tiếp tục cái mũi tên đi lên cái bước thứ hai này. Thứ hai là các cái quan niệm. Môi trường đấy chúng ta cần phải là gì? Xây dựng những cái bộ quan niệm. Quan niệm thì phải là quan niệm chuẩn. Quan niệm chuẩn. Rồi, tiếp tục này. Quan niệm chuẩn. Quan niệm sau đó là gì? Cái môi trường đấy chúng ta phải xây dựng được cái gì? Cái tâm thái. Cái tâm thái đúng. Quan niệm chuẩn đến cái tâm thái đúng. Quan niệm chuẩn, tâm thái đúng. Rồi, bây giờ đến mấy cái thứ mà chúng ta suốt ngày chúng ta chú trọng chúng ta làm này. Đó chính là năng lực cả nhà. Đến tiếp tục và đến cái bồi dưỡng cái năng lực. Cái thứ mà lâu nay suốt ngày mình tập trung mình làm đấy. Nó chỉ là cái bước thứ tư ở đây thôi. Bước thứ tư chứ không phải là bước đầu tiên đâu. Cái thứ mà lâu nay mình làm á, mình toàn bồi dưỡng cho con cái này. Cho nhân viên, cho anh em của mình là toàn bồi dưỡng năng lực thôi. Đi học học năng lực khí thế, đúng không? Một năm đầu tư đến vài tỷ. Có những doanh nghiệp đầu tư đến vài chục tỷ đi học năng lực. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công viên mãn. Đó. Bước thứ tư trong quy trình này mới là năng lực nha cả nhà. Rồi. Từ năng lực à thì sinh ra cái dân số. Cái dân số tức là đại diện cho cái số lượng gọi là nhân sự trong công ty ấy. Nếu mà công ty thì ở đây là nhân sự, số lượng nhân sự trong công ty. Trong gia đình của mình thì là số lượng con cái, dân số. Thấy chưa cả nhà? Dân số. Dân số rồi đến tiếp theo đến doanh số. Dân số rồi đến doanh số. Dân số sau đấy là đến doanh số. Dân số đến doanh số. Doanh số. Tức là có con người thì con người làm ra doanh số mang về doanh thu cho công ty ấy. Chúng ta lấy chồng này, lấy chồng thì sinh con này. Sinh con sau đấy là gì? Sinh con thì bắt đầu có doanh số, nuôi con lớn thì con bắt đầu là gì? Là có mang thu nhập về cho gia đình nhé. Đó, kiểu vậy, doanh số.
Doanh số thì nên tạo ra cái thành tích, cái thành tích hay gọi là cái thành tựu chung ấy, doanh số đến cái thành tích, cái thứ bạn đạt được ấy, sau một cái quá trình mà tích lũy được á, gọi là cái thành tích. Thành tích và cuối cùng á thì mới đến thành công ở nhỉ. Thành tích và cuối cùng mới đến thành công. Mà thành công ở đây nha, thành công ở đây gọi là cái thành công viên mãn nha, chứ không phải thành công bình thường đâu. Thành công, thành công, nhưng mà đây gọi là thành công viên mãn nha. Thành công cuối cùng là thành công. Thành công. Thành công. Thôi cả nhà xin xong chưa? Bắt đầu mình điền này. Cái quy trình. Quy trình bắt đầu từ đâu? Cả nhà bắt đầu này, Phương giải thích này. Quy trình bắt đầu từ cái việc này. Chúng ta xây dựng một cái môi trường tốt. Cái môi trường phải gọi là môi trường tốt nhé. Môi trường tốt. Một môi trường tốt là môi trường gì ạ? Là một môi trường có 9 cái yếu tố trên. Là một cái môi trường giàu nhân cách ấy, một cái môi trường kiện toàn nhân cách ạ. Môi trường đủ 9 yếu tố trên. Từ cái môi trường tốt ấy, chúng ta gì ạ? Chúng ta làm lên các cái bộ quan niệm. Quan niệm ở đây là quan niệm chuẩn nha cả nhà. Quan niệm chuẩn. Phải có những bộ quan niệm là quan niệm chuẩn. Môi trường tốt. Quan niệm chuẩn. Rồi, đến tâm thái này. Tâm thái phải tâm thái đúng. Tâm thái đúng. Tâm thái đúng là gì ạ? Là an vui, là bao dung, là trân trọng biết ơn. Được chưa cả nhà? Tâm thái là tâm thái đúng. Quan niệm chuẩn, tâm thái đúng. Quan niệm chuẩn, tâm thái đúng. Năng lực này, năng lực là năng lực phù hợp. Cái quy trình tiếp theo là xây dựng cái năng lực thì phải là năng lực phù hợp. Năng lực phù hợp. Năng lực phù hợp. Dân số là gì? Là xây dựng nên những con người văn hóa. Dân số văn hóa. Xây dựng nên những con người văn hóa. Không phải dân số bình thường đâu, mà là dân số văn hóa nha cả nhà. Dân số văn hóa đấy. Dân số đã thấm nhuần được 9 cái yếu tố của cái nhân cách kia này. Dân số là gì? Có sở hữu cái quan niệm chuẩn, cái tâm thái đúng, cái năng lực phù hợp, lúc đấy tạo nên cái dân số là dân số văn hóa. Cả 9 cái yếu tố của mỗi cách này, của nhân cách này, quan niệm phải toàn bộ những quan niệm chuẩn này. Rồi cái tâm thái phải đúng đó. Đúng là gì? Là an vui, là bao dung, là trân trọng biết ơn, là luôn chuyển được ba cái tâm thái đó. Rồi đến cái năng lực phù hợp, rồi làm nên cái dân số văn hóa. Cả nhà nắm đoạn này chưa? Nắm nha. Rồi nắm lại, bắt đầu này. Tiếp tục này, quay lại. Các chị quan sát đoạn này rất là, đoạn này rất rất là khác biệt này. Chưa từng học bao giờ đâu này. Các chị quay lại này. Khi mà có được dân số văn hóa ấy, chúng ta quay trở lại, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta củng cố cái môi trường này một lần nữa. Cái quan niệm chuẩn ấy cả nhà thì mình sẽ huân tập nha. Mình sẽ huân tập trong bộ hiện tại, trong nhân sinh ấy, trong tri thức nhân sinh của tổ chức WIT á, là bây giờ bắt đầu đã đưa các bộ quan niệm rồi. Chúng ta có quan niệm quan niệm trong hôn nhân gia đình này, chúng ta có quan niệm trong kinh doanh này, chúng ta có quan niệm trong tài chính này, chúng ta có quan niệm trong sức khỏe này, chúng ta có bộ quan niệm chuẩn trong sắc đẹp rồi. Thì các anh chị huân tập hết toàn bộ những quan niệm chuẩn mà các thầy cô hiện tại mà đang 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 ngày càng chuẩn hóa tất cả các bộ quan niệm đó. Hôn nhân gia đình thì có bao nhiêu quan niệm này? Rồi trong cái không ạ, quan niệm nó khác với khái niệm nguồn. Quan niệm ví dụ này, trong hôn nhân gia đình đi, Phương lấy ví dụ nhé. Trong hôn nhân gia đình thì quan niệm là gì? Vợ mãi mãi không có vấn đề, chồng mãi mãi không có vấn đề, đấy là một quan niệm. Được chưa cả nhà? Hoặc là trong sức khỏe là gì? Sức khỏe sắc đẹp là ưu tiên số 1, đấy là cái quan niệm. Rồi quan niệm của tài chính là gì? Tiền sẽ tụ về người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Đấy là một trong số những quan niệm ấy. Chúng ta phải đưa những cái quan niệm chuẩn ấy vào.
Những quan niệm ấy nó sẽ định hướng cái hành vi của chúng ta, định hướng cái hành động của một người. Cả nhà nha. Nên là các anh chị huân tập tất cả các bộ quan niệm ấy, trở đi trở lại lớp học đi. Cứ mỗi lần thấy một cái quan niệm nào trong lớp ghi chép lại vào. Hoặc là hôm nay chờ sách của thầy, chờ sách của thầy xuất bản. Các anh chị mua sách hạnh phúc đủ chưa? Các anh chị mua sách yêu mình đủ chưa? Trong đấy có rất nhiều quan niệm về yêu bản thân đó. Rồi sắp tới thầy sẽ ra bộ sách về nhân sinh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cứ đi theo bám sát tổ chức học tập để ghi chép, thì lúc đấy chúng ta sẽ càng làm chuẩn hóa và làm cái bộ từ điển về quan niệm sống của mình nó càng chuẩn xác hơn. Đến chứ cả nhà. Mãi đứng trong hàng à? Dạ. Phân tích bộ quan niệm nó cả nhà, bởi vì cái quan niệm ấy là cái điểm tựa. Là cái điểm tựa mình bám trụ vào đấy, mình dựa vào đấy để mình đứng trên mọi cái vấn nạn mà, và từ đấy nó định vị cái hành vi của mình. Ví dụ Phương nói cái quan niệm này, sức khỏe là ưu tiên số 1 đi. Cái môi trường mà các anh chị cho mọi người là chỉ vào đấy tập trung vào bồi dưỡng năng lực này, Phương nói này, che hết tất cả điều này vào. Chỉ bồi dưỡng cho con năng lực thôi. Chỉ bồi dưỡng cho con năng lực thôi. Con không có một cái điều gì có định hướng hành động cả. Bây giờ các anh chị cho con là năng lực đi đi là, gọi là năng lực về kinh doanh đi. Các anh chị cho con năng lực kinh doanh. Ở kinh doanh con có thể bán hàng với mọi khách hàng, đúng không? Nhưng các anh chị không cho con quan niệm là gì? Quan niệm là có quan niệm về nhân quả trong kinh doanh chẳng hạn, đúng không? Không có quan niệm là gì? Bán hàng là gì? Phải bán hàng bền vững. Không có quan niệm đấy. Không có quan niệm là gì? Khách hàng là ưu tiên số 1, cần phải trân trọng biết ơn sự hiện diện khách hàng. Thì lúc đó nha, con bất chấp hết, cho con năng lực bán hàng rất giỏi, con dùng tất cả các công cụ phương tiện để con làm, bằng mọi giá con làm, con mang về rất nhiều tiền. Đúng không? Con không có cái quan niệm chuẩn, không có cái đạo đức ở trong kinh doanh, thì bằng mọi giá con có thể một tháng có vài chục tỷ, vài ngàn tỷ cũng được. Nhưng mà không có cái quan niệm nó định hướng hành vi ấy, thì chắc là gì ạ? Chắc là tất cả những cái thứ mà chúng ta làm ấy, con sẽ mà tất cả những cái gọi năng lực mình bồi dưỡng cho con ấy, sử dụng không đúng chỗ ấy, nó tạo ra một cái hệ quả cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như không có quan niệm nó dẫn dắt cái hành vi của mình, không có cái quan niệm chuẩn thì không dẫn dắt được cái hành vi chuẩn cả nhà. Nên quan niệm là cái nơi ấy, mình bám trụ vào, cái quan niệm chuẩn ấy là mình bám trụ vào và bắt nguồn từ cái môi trường tốt ạ. Như các anh chị đang nhúng mình vào môi trường WIT này, anh chị đang nhúng mình vào môi trường đấy để mà gì ạ? Để mà huân tập những cái quan niệm chuẩn đấy cả nhà. Dạ. Tiếp tục này cả nhà, với Phương nói này, cái đến cái đoạn dân số văn hóa nha, chúng ta quay trở lại, chúng ta củng cố một lần nữa cái môi trường. Chúng ta quay trở lại ý nghĩa của cái quy trình này này. Khi làm được cái dân số văn hóa, chúng ta quay trở lại, chúng ta củng cố một lượng cái môi trường này, cái quan niệm chuẩn này, cái tâm thái đúng và cái năng lực phù hợp để cái dân số này này nó thực sự là dân số văn hóa. Để cái dân số thực sự là văn hóa, nó sẽ tạo ra cho chúng ta được cái doanh số bền vững. Khi mà dân số là dân số văn hóa thì sẽ tạo ra một cái doanh số là doanh số bền vững như cả nhà. Bền vững. Bền vững. Khi tất cả mọi người á, khi tất cả mọi người đều đồng thuận với nhau. Khi tất cả mọi người đều đồng thuận với nhau là gì ạ? À, đều có cái môi trường, đều có gì? Có 9 cái nhân cách này. Mọi người đều đồng thuận với nhau với cái quan niệm chuẩn này. Mọi người đều đồng thuận với nhau là cái tâm thái của mình luôn chuyển được ba cái tầng bậc. Lúc nào thì an vui đón nhận, lúc nào thì bao dung cho con người, lúc nào thì trân trọng biết ơn cái bài học, đúng không cả nhà? Thì lúc đấy này, thì lúc đấy là chúng ta tiếp tục, chúng ta đi bồi dưỡng cái năng lực của mình. À, khi mà có cái môi trường tốt, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, thì cái năng lực này nó sẽ vào đúng cái vị trí của nó. Cái năng lực được bồi dưỡng nó rất tốt ấy, giống như gọi là cái con dao sắc ấy, chúng ta dùng để gì ạ? Chúng ta dùng để là dùng để thái thịt nên dùng để chặt củi, nó sẽ rất khác so với việc chúng ta dùng cái mục đích khác. Được chưa cả nhà? Nên ngày hôm nay này cả nhà, nên ngày hôm nay á, Phương nói chuyện với cả nhà, Phương giao lưu cả nhà cái chủ đề này ấy, chúng ta giúp đỡ Phương này, cái dân số văn hóa này ấy, quay trở lại là một lần nữa củng cố môi trường, quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, để khi mà dân số thực sự là dân số văn hóa thì cái doanh số nó sẽ tạo ra bền vững. Cái doanh số sẽ tạo ra bền vững, cái thành tích sẽ tạo ra là thành tích cao, để tạo ra cái thành tích của thành tích cao, và cái thành công á thì lúc đấy nó sẽ thành gọi là thành công viên mãn nha cả nhà. Thành công lúc đấy gọi là thành công viên mãn. Thành công lúc đấy thành công viên mãn. Quy trình này không phải dành cho người thành công,
mà dành cho những cái người mà theo đuổi sự thành công viên mãn ở nhà. Dạ. Quy trình này không phải quy trình dành cho người theo đuổi thành công, mà dành cho những người nhà lãnh đạo siêu phàm theo đuổi cái thành công viên mãn. À. Đầu tư cho con ấy, đầu tư cho kinh doanh gia đình ấy, không phải chỉ đầu tư cho con chỉ về mặt năng lực. Phương che này lại nha. Nếu như ngày hôm nay này, các anh chị chỉ đầu tư cho con, đầu tư cho nhân viên cái năng lực ấy, năng lực nó đi học ở đâu á, nó không phải là cái thứ của mình mong muốn. Đúng không cả nhà? Cho con đi học tất cả các năng lực ấy, con lúc đấy con không phải là con của mình đâu, bởi đi học năng lực nó về nó làm toàn quan niệm của ai ấy, chứ có phải quan niệm của mình đâu. Ở gia đình mình có một truyền thống khác, đúng không cả nhà? Gia đình mình có một truyền thống kinh doanh khác, mà bây giờ cho con đi bồi dưỡng năng lực bên Pháp, bên Anh, nhưng không củng cố cho con cái tâm thái, không củng cố cho con những cái quan niệm ở trong kinh doanh của gia đình mình, cái ngành nghề của mình này, không làm gì, không cho con được cái môi trường, cái môi trường thành môi trường tốt có chín cái yếu tố này. Con thích làm gì cũng được thì lúc đấy con làm nó không phải là con của mình nữa. Cái năng lực không phải năng lực của gia đình mình mà năng lực của ai đấy. Các anh chị tuyển người vào cũng như vậy. Các anh chị ạ, nếu ai là lãnh đạo này, chúng ta tuyển người vào mà có năng lực làm được việc luôn ấy, thì lúc đấy không phải gọi là người của mình đâu. Người ta mang cái năng lực chỗ khác về. Người ta đang cái năng lực đấy với cái bộ quan niệm, với cái bộ tâm thái và bộ cái môi trường nó thuộc về của người ta, nên mãi mãi nó không thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lực ấy nó phù hợp ở chỗ khác. Các anh chị có thấy người ta giỏi chăng nữa nhưng mãi mãi không phải năng lực phù hợp với mình. Nên á, phải bắt đầu từ việc là kiến tạo cái môi trường từ mình trước. Họ phải gì? Họ có cái điều này phải quay trở lại củng cố lại một lần nữa cái môi trường của chính mình, nhúng lại cái môi trường của mình, cái văn hóa của chính mình ấy, có những cái yếu tố gì. Sau đấy mới tiếp tục là cho cái quan niệm này, bồi dưỡng cái tâm thái, làm giàu tâm thái. Rồi thì củng cố năng lực và bắt đầu tung ra. Bắt đầu ra đi tìm thêm người, đi tuyển thêm người. Rồi ạ, doanh số, thành tích, thành công. Đấy chưa cả nhà? Có vợ trai có chị nghi vấn về gia đình hiện nắm được đoạn này chứ, tại sao phải học cái đoạn này ạ? À, tại sao lại có cái xin lỗi cả nhà, tại sao lại có quay trở lại cái dân số quay lại không ạ? Vô lớp cộng đồng mà được học đồ hình kinh điển à, làm gì có chuyện lớp nào cũng là lớp. Lớp này là, chính đây là lớp mà chính lớp cộng đồng này, từ có lớp cộng đồng mới có chương trình mentor, từ có chương trình cộng đồng thì có mới có Phương ngày hôm nay, hoặc các thầy cô như Phương ngày hôm nay, thầy cô master được cơ hội giao lưu ở đây, chứ nếu như không có lớp cộng đồng thì cũng không có cơ hội được gặp thầy và gắn bó sâu với tổ chức đó. Phương lấy ví dụ thêm này cả nhà này, Phương lấy ví dụ nhá, một cái ví dụ này cả nhà đơn giản hình dung đây này. Với một người bình thường nhá, đây con cái sinh ra nhúng mình môi trường này, một bạn này sinh ra nhúng mình vào môi trường này, có quan niệm chuẩn này, có tâm thái đúng, năng lực phù hợp này, sau đó là gì ạ, bạn ấy bắt đầu bạn ấy lấy vợ hoặc là lấy chồng đi, đúng không cả nhà? Lấy vợ lấy chồng tức là bắt đầu có thêm dân số này để con này, bay nó quay trở lại củng cố cái môi trường, nó giống như đoạn này cả nhà. Tuyển thêm người, bắt đầu phình to dân số này, một người nào đấy tuyển thêm người, thu hút thêm nhân sự này, tuyến dưới tuyển thêm nhân sự này, cấp dưới tuyển thêm nhân sự, bổ sung nhân sự này, phải quay trở lại đưa những cái bạn dân số tăng thêm vào đây một lần nữa để củng cố lại môi trường đó. Giống như gì ạ, lấy vợ này, sinh con này, phải quay trở lại cái môi trường của nhà mình, làm giàu nhân cách đó. Một người bây giờ đâu phải một cô vợ đến với mình là mới với mình đâu, còn phải hòa hợp với cả gia đình nữa chứ, đúng không cả nhà? Đó thì gì ạ, cái người mới thêm vào gia đình của mình ấy, thì chúng ta quay trở lại chúng ta củng cố những cái quan niệm của gia đình mình khác, cái tâm thái khác, cái năng lực trong gia đình mình nó phù hợp ấy, để mà gì ạ, để một cái thành công cho gia đình là thành công viên mãn, tức là đi được với nhau đường dài. Lấy vợ lấy chồng về nó còn là trách nhiệm nữa mà, đúng không, hai bên gia đình nữa. Nên cái sự phù hợp về văn hóa ấy, là gì ạ, cái sự tương thích văn hóa khi chúng ta quay trở lại này, nhúng mình lại vào cái môi trường, đưa cho mọi người biết là gì ạ, cái môi trường của nhà mình như nào, những cái gọi là cái sự giàu nhân cách nhà mình đang theo đuổi là gì, có thể yêu nhau ấy, cái năng lực đến với nhau năng lực ấy, nhưng mà quay trở lại muốn đi được đồng hành với nhau, tạo nên là gì, tạo nên một cái sự nghiệp thành công, tức là tạo nên cái sự nghiệp thành công viên mãn, tạo nên một cái gia đình viên mãn ấy, thì để quay lại chúng ta củng cố cho người vợ người chồng của mình biết về cái môi trường của nhà mình, đều nhúng mình vào làm giàu nhân cách, chủ động làm giàu nhân cách,
À, có những cái quan niệm chuẩn của nhà mình là gì? Bổ sung lại, cập nhật lại này. Rồi cái tâm thái đúng là gì? An vui, bao dung và trân trọng biết ơn chưa? Rồi cái năng lực phù hợp là như thế nào? Dạ. Nên cái này quan trọng lắm nha cả nhà. Rất rất quan trọng. Đó. Hoặc sau khi mà gì ạ? Các anh chị tuyển thêm nhân sự mới vào, các anh chị tăng dân số ở đây. Có thể nó đến từ một cái góc độ nào đấy. Nhưng đến cái dân số này, khi tăng mới, khi thêm mới, đến cái đoạn này ấy, các anh chị phải gì quay trở lại củng cố cái môi trường này. Dạ, thì mới đảm bảo cho cái dân số của chúng ta là dân số có văn hóa được. Thì mới đi đến được cái thành công viên mãn nha. Dạ, cứ lần lượt làm từng bước này. Cứ lần lượt từng cái bước này. Khi mà có gì ạ, dân số tăng thêm, sinh thêm một bạn này, nạp thêm một cô dâu mới này, triệu tập thêm một chú rể mới vào nhà, quay trở lại củng cố môi trường. Nó ý nghĩa như thế cả nhà. Quay trở lại củng cố môi trường, cái quan niệm trong gia đình này, cái tâm thái ra sao, cái năng lực như thế nào. Thêm nhân sự mới vào, thêm tuyến dưới vào, quay trở lại đào tạo cái môi trường, củng cố môi trường cho họ nhúng mình lại cái môi trường công ty. Đào tạo cái quan niệm là gì, cái tâm thái đúng ra sao, cái năng lực phù hợp nhé. Nhấn mạnh đây là năng lực phù hợp nha. Còn người giỏi năng lực thì rất nhiều. Nhưng người mà thực sự phù hợp với năng lực, phù hợp với cái bối cảnh của môi trường chúng ta ấy, nó lại khác. Còn sự phù hợp thì mới đi được lâu. Còn giỏi chưa chắc đã đi được lâu đâu cả nhà. Thì lúc đấy mới có cơ hội để giao danh số đó. Không thì họ là người của ai ấy. Đúng không cả nhà? Một cái cô dâu mới lấy về, họ là người của ai ấy? Để họ thực sự là gì? Đi với mình tạo ra một cái sự nghiệp gia đình thành công viên mãn ấy. Thì quay trở lại củng cố môi trường. Tất cả mọi người củng cố lẫn nhau. Dạ. Người này có 3 nhân cách thì thêm 3 nhân cách của mình nữa thì bằng 6. Thêm 3 nhân cách của bố mẹ chồng nữa thì bằng 9. Dạ. Cả nhà nắm đoạn này chưa? Cái này học thì phải nói là nó ứng dụng vô vàn nhiều, vô vàn nhiều. Phương ngày xưa Phương học, Phương chỉ biết ứng dụng trong kinh doanh thôi. Nhưng mà đến lúc khi mà được nghe các anh chị nhiều chia sẻ về trong trong gia đình ấy, thì mới thấy đúng, thực sự nó siêu phàm thật. Nó thực sự nó siêu phàm thật, bởi vì nó tạo lên được cái hôn nhân viên mãn. Kinh doanh là sự nghiệp, gia đình thành công viên mãn rồi nhỉ. Bắt đầu từ cái việc là chúng ta xây dựng môi trường, kiến tạo môi trường và củng cố lại khi mà tăng dân số. Dạ. Thế là các anh chị khi mà chúng ta quay đi quay lại cái đồ hình nhá, các anh chị ứng dụng. Ở đây có những người làm doanh nghiệp thì quay trở lại củng cố lại cái dân số của mình, làm tốt cái môi trường của chúng ta. Cái môi trường chúng ta hướng tới là môi trường giàu nhân cách, có 9 cái yếu tố đấy. Vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, yêu thương, bao dung, trân trọng, biết ơn, khiêm tốn, chân thật. Chúng ta làm giàu các yếu tố đấy. Dạ. Hôm nay lớp mình có vẻ tương tác nhỉ? Việt Anh có nghi vấn hay sao? Việt Anh có mắc nói lắm không này? Thực sự mắc nói lắm không này? Mắc nói thì Phương bật mic này. Làm gì có chuyện nếu. Làm gì có chuyện nếu mà chị Huyền. Em mà biết trước tri thức này, cuộc sống bắt đầu nếu như không chật vật như này. Làm gì nếu. Cái tốt nhất là bắt đầu từ ngay bây giờ. Thời điểm tốt nhất là thời điểm hiện tại. Thời điểm tốt nhất là thời điểm hiện tại này nha cả nhà. Trưởng thành à? À, để Phương báo cáo với thầy nhé. Để Phương báo cáo với thầy về trưởng thành nhé. Thầy đồng ý chia sẻ lộ trình này nhé. Phương xin phép thầy, còn nếu không thuận lợi thì chúng ta có thể chia sẻ trưởng thành vào lộ trình sau. Dạ. Các anh chị cứ muốn nghe thì kiểu gì cũng muốn có. Dạ, thời điểm tốt nhất là thời điểm hiện tại này. Thế là mình cứ hiện diện với cái nhà lãnh đạo siêu phàm này trước nữa này. Cảm thụ được nó này. Thì đâu đấy những cái nghi vấn của mình sẽ được giải quyết. Ở nhà nha. Trong hôn nhân của chúng ta cũng thế, có nhiều cái thứ lắm. Phương biết là trong hôn nhân của các anh chị có nhiều những thứ. Phương may mắn là được gặp cao nhân trước, nên là chuẩn bị tất cả những thứ tốt nhất của mình cho hôn nhân sắp tới thông qua những cái tri thức này. Thì các anh chị cứ thử nghĩ mà xem, cái tri thức nhân sinh á, nó giống như cái ly nước trắng, ly nước tinh khiết ấy. Các anh chị muốn pha cái gì cũng được. Phương hay trêu cái lớp doanh nhân của Phương là gì ấy? Các anh chị dùng cái ly nước nhân sinh này, cái ly nước trắng này, ly nước tinh khiết này. Buổi sáng thì Phương pha cho doanh nhân là ly cà phê sáng để tỉnh táo cả ngày.
Buổi trưa thì Phương pha cho doanh nhân một cái ly cà phê, à cái ly trà. Nó vẫn đủ tỉnh táo nhưng nó có vị ngọt để thêm cái năng lượng cho não. Còn buổi tối thì Phương pha cho cái lớp buổi tối của thầy lớp nội tâm là ly trà dưỡng nhan. Vừa học vừa nghe, xong rồi tối đi học thì à, tối đi ngủ thì ngủ ngon, gọi là ly 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 dưỡng nhan. Nên các anh chị dùng đi, các anh chị pha vào hôn nhân đi, khác lắm. Các anh chị pha vào 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 gì ạ, vào trong nuôi dạy con cái đi cũng khác. Sau các anh chị pha nó vào trong mối quan hệ với bạn bè, với đồng nghiệp, với đội nhóm, đoàn đội của mình đi cũng sẽ rất khác. Rồi giao nghi vấn về kiến tạo sự nghiệp đi, kinh doanh, gọi là kinh doanh sự nghiệp thành công á, muốn làm nên cái thành công viên mãn cực lớn ấy, mình nghi vấn chưa viên mãn này đi, thì mình xem là tại sao bao nhiêu lâu nay mình làm mà mình vẫn chưa cảm thụ như ý thì như thế nào đây. À, thì lúc đấy này, lúc đấy là chúng ta cứ đọc để chúng ta quay trở lại. Nếu như đây là hôn nhân thì thêm tân số thì thêm ở chỗ nào? Thì có vẻ là gì ạ? Là kết hôn không? Sinh con đẻ cái không? Quay lại đây. Đó, đúng không cả nhà? Còn nếu như mà doanh nghiệp thì thêm dân số là thêm ở đâu? Là khi lúc đấy chúng ta tuyển thêm người. Rồi là gì ạ? Thêm bạn mới, kết giao bạn mới. Thì này cũng phải đưa họ vào trong cái môi trường của mình chứ. Họ nhúng mình vào cái môi trường của mình, họ chơi những người bạn của mình, họ có những cái quan niệm này thì lúc đấy mới là một mối quan hệ thành công viên mãn, đúng không cả nhà? À, nên là chúng ta dùng cái tri thức nhân sinh này đi, các anh chị sinh hóa trong mọi tất cả các cái mối quan hệ của mình hết, mà khi mối quan hệ của chúng ta nó thuận thì tất cả mọi thứ nó sẽ thuận theo chiều chúng ta mong muốn, ngon lắm. Mọi người có nhiều nghi vấn nhỉ? Phương đọc bài thì nghi vấn thôi. Phương mời đánh tay thì chắc anh chị có nghi vấn thế ạ. À, mẹ đúng không? Chị cứ thay đổi đi ạ. Chị cứ chủ động thay đổi từ phía bản thân mình đi chị Ngọc Trâm. Mình ngon, mẹ ngon. Khi cái nội tâm của mình nó an vui ấy, Phương không bao giờ thay đổi bố mẹ nha. Ngày xưa học biết sai rồi thầy bảo á, cái dính chấp lớn nhất của một con người ấy là học xong là về thay đổi bố mẹ. Mà cá có cái tâm lý ấy rồi ấy, là nó âm ngay, cái ý niệm nó đã âm ngay từ đầu rồi. Mãi mãi không thể thay đổi được người khác, chỉ có thể thay đổi từ chính mình thôi. Nên lúc đấy thay thay đổi một cái ý niệm trong Phương này, mình ngon bố mẹ sẽ tự ngon. Phương bảo là gì, Phương nghĩ cái quy luật đối ứng là một người có nội tâm an vui ấy, thì sẽ đối ứng với lại 10.000 người, à 70.000 người, thì trong đấy người gần nhất với mình là bố mẹ mình. Nên là cái nội tâm của mình cứ ngon đi. Ngày xưa về thì hay cãi bố cãi mẹ, cứ bảo bố mẹ phải nọ cái kia, không, bây giờ mình chọn an vui. Bố mẹ nói thì ăn vui đón nhận, lúc thì thích thì khởi lên cái sự trân trọng biết ơn thế thôi, không cần phải cái gì cả. Khi bố mẹ tự dưng thấy bảo ô tự nhiên con này bây giờ nó dễ tính nhở, kiểu thấy kiểu vui vẻ hơn hẳn, xong rồi lại còn gì ạ, không được cãi, tự nhiên nhìn vào những cái thay đổi của mình á, thay đổi tích cực của mình, mọi người bắt đầu sinh ra nghi vấn, nhiều người sẽ hỏi mình ở đâu. Như giờ bố mẹ Phương sẽ hỏi Phương là thế tình hình dạo này là theo thầy, đồng hành với thầy có tốt không, thầy có khỏe không, dạo này thầy đang ở đâu rồi, thầy đi đâu về đâu rồi đó, thầy đang mở rộng đến đâu, tức là thầy đi đâu về đâu rồi, cái chương trình thầy đi đâu đâu rồi. Chứ ngày xưa bố mẹ Phương nghe thì nghe là biết đấy, nhưng mà nghe thầy giọng miền Tây á, nghe không rõ đâu, nhưng nghe quen rồi, nghe riết thành quen kiểu vậy, bởi vì thấy con gái thay đổi tốt lên. Chứ cả nhà mưu cầu không bao giờ mưu cầu được, chỉ có tựa là vác đá bắt vào mưu cầu, vác cho gì, vác cho mình một cái bao đá bắt mình đeo nặng lắm. Dạ, chia sẻ với ai cũng được hết ạ. Mình cứ còn chỉ có một cái ý niệm thực sự mong muốn cái thứ mình quý ấy. Lấy cái thứ mình quý cho mọi người, cho người mình quý là được cả nhà. Nên ai cũng được, bởi vì đây là tri thức nhân sinh, tri thức gốc, nó là cái gen của con người mình ấy. Nên bây giờ các chị tiêm cái gen này vào, nó tự tương thích với người mình hết. Dạ, đây là ADN mà, được trích xuất ra gọi tên đấy chứ. Nên là các anh chị cần gì? Tiêm cái ADN này vào, người nào cũng tương thích, kể cả em bé cho đến các anh chị lớn, những người đã học hay chưa học không có vấn đề gì hết cả. Tri thức tận gốc ấy. Dạ. Việt Anh có nghi vấn hả? Chờ chút Phương bật mic nha. Đây. Dạ. Dạ em chào cô. Dạ, chào Việt Anh. Nếu kiên trì giờ Em rất biết ơn cô đã gọi tên em ạ. Đây là lần đầu thì đây là lần đầu thì em mới bật mic mới. Nào bây giờ?
Phương thấy Việt Anh là thỉnh thoảng là muốn mắc giơ tay lắm mà, như hôm nay mới bật mic đúng không? Em thì không. Vâng. Thật ra thì em thì không biết chia sẻ hay nào, bởi vì lý do em bật mic là em chia sẻ với cô đây là buổi học cuối cùng của em. À. Thế có việc hay sao hôm mai không học được à? Thực ra mai em phải đi về quê. À, mình về quê mình nghe lại Khiêm, mình học các À, bởi vì em về quê thì em có việc ạ. tiếc à? Bởi Tiếc nuối là mai không được học với Kiêm được học tiếp à? em cũng học lớp 2 buổi còn lại nhưng mà mai em phải về về quê gấp rồi ạ. Ok, thì mình chỉ cần có mong muốn mình được học thôi, thì có việc gấp thì việc gấp sẽ nhanh nhanh xong, sau đó ngày mốt mình lại lên mình nghe lại ghi âm thì coi như mình học, gọi là học qua ghi âm cũng là học được không? Vâng. Ok. Có gì muốn chia sẻ nữa không nào? Em thì cũng không giỏi chia sẻ lắm cô ạ. Thế hôm nay nhân tài dám nói kiên trì. Cả nhà có nhìn thấy Việt Anh kiên trì giơ tay từ đầu, từ cái lúc Phương nói là lúc 9 giờ hai mấy ấy, đã kiên trì giơ tay, Phương gọi vẫn kiên trì giơ tay Bởi không? vì em giơ tay thì em muốn chia sẻ cái buổi cử biển ấy cô ạ. Cảm ơn. Ok rồi, thế được nói là thỏa mãn nội tâm chưa nào? Thỏa mãn chưa? Vâng Thỏa mãn thật chưa này? nha, cũng em rất biết ơn ạ. Em rất biết ơn thì cũng đồng hành cùng cô và mọi người và buổi học nội tâm ngày hôm nay ạ. Em cũng đã học được rất nhiều bài học, trong bài học quý giá nhất của em. Nào. Bài học quý giá nhất là bài học gì? Bởi vì em chưa biết bài học quý giá của em như thế nào. Phải học về về tâm thái à, về an vui à, hay về trí tuệ, hay về bao dung, hay về trân Chắc là trọng. tất cả cô. À, là tất cả phải học đúng không? Siêu nhân Vâng. tài, siêu nhân tài học. Thoải mái nội tâm chưa? Hôm nay được thỏa mãn nội tâm chưa? Giơ tay được bật mic được nói rồi, thỏa mãn chưa? Vâng. Em thì Ok. cũng ngại ngại thì em thì cũng không dám chia sẻ lắm. Nhưng mà đây là buổi học cuối cùng của em thì em muốn nói lời chia sẻ cuối cùng của em. Ok, lời cuối cùng của ngày hôm nay thôi. Ngày mai có cơ hội được quay trở học, biết đâu lại được học về sớm hơn, lại quay lại học vì sao? Chắc là không được nữa đâu rồi cô Thì mình cứ mong muốn đi, mong muốn ạ. đi, mong muốn tột cùng đi là được. Biết ơn Việt Anh, biết ơn Việt Anh, chúc mừng Việt Anh về những bài học mà Việt Anh đã nhận được trong suốt thời gian học tập vừa qua cùng K29 nha. Và em rất biết ơn cô và mọi người ạ. Dạ. Em rất rất vui đã đồng hành cùng cô và mọi người và buổi lời tâm ngày hôm nay. Biết ơn Việt Anh. Mọi người cũng rất vui khi được đồng hành với Việt Anh trong buổi nội tâm ngày hôm nay và những buổi học trước. Vâng. Dạ.
Còn lời nào nữa không? Lời cuối cùng của lời cuối cùng đó, lời cuối cùng của lời cuối cùng luôn à. Vậy phải không? Thực ra em Ok, biết ơn Việt Anh. cũng học và mai em phải về quê rồi cô ạ. Dạ. Chắc em không còn cơ hội nào được nữa rồi cô. Ok. Rồi, thế mình cứ nói với nhau theo ý mong muốn là hy vọng là mình sẽ được gặp nhau sớm, được không? Em nghĩ chắc là Ok, thế vậy. là được rồi. Nói được câu này là ấm áp hết cả trái tim rồi. Biết ơn Việt Anh nha. Hẹn gặp lại Việt Anh ngày càng trưởng thành hơn. Dạ. Phương tắt mic Việt Anh nhá. Việt Anh giúp Phương là hạ tay xuống này. Dạ. Vâng, em đang có cả nhà. Dạ. Rồi, Phương xin phép mời chị Thủy. Chị Thủy có bông hoa đẹp quá. Chị Thủy đang ở nước nào vậy ta? Em chào cô, em chào cả nhà. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ. Đây là hoa nhà em trồng được ạ. À, hoa này hình như Phương xin lỗi, không phải hoa đào. Phương, hoa hoa này là hoa hoa khác đúng không nhỉ Dạ, chị? hoa hồng. Hoa À, hồng cô ạ. dạ. Dạ. Em rất là cảm ơn, trân trọng biết ơn cô cũng như là các thầy cô của tổ chức quýt đã có những cái chương trình thực sự là chương trình khóa học đi vào lòng người ạ, đi vào lòng người và giống như là mở ra rất là nhiều cái cánh cửa mới cho những người học như là em. Mong muốn là mình có cái sự thay đổi, có cái sự chuyển hóa để có cái cuộc sống chất lượng tốt hơn. À, cái bài học ngày hôm nay của cô Phương ở cái đoạn này nói về quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm ấy, là cái khái niệm lãnh đạo nhà siêu phàm, thì cái từ này em cũng vừa mới nghe lúc mà lúc chiều thầy Thăng có chia sẻ, và bây giờ lại có duyên lại được nghe cô Phương nói kỹ về cái quy trình để trở thành nhà lãnh đạo siêu phàm. Thì nhìn được cái sơ đồ này thì theo cái cách mà em đang giống cố gắng là mình liên hệ lại những cái phần mà kiến thức mình đã học từ những buổi trước cho đến nay ấy, thì em hình dung là cái biểu đồ, cái mô hình nó đang gói gọn gần hết những cái phần mà mình đã học, ở cái chỗ là từ môi trường này, quan niệm, tâm thái, năng lực ấy, thì coi như nó là một cái đầu vào để tạo ra output, tức là một cái kết quả, đó là dân số, doanh số, thành tích và thành công. Nhưng mà cái vòng cái có một cái hay á, là cái kết quả nó lại quay ngược trở lại, nó lại tác động đến cái đầu vào của mình là năng lực, tâm thái, quan niệm và môi trường. Đấy là cái điều thứ nhất là em nhận ra ở cái biểu đồ này. Cái thứ hai á, là những cái chữ màu xanh xanh của cô viết ấy là chữ tốt, chuẩn, đúng, phù hợp, văn hóa bền vững, cao và viên mãn. Nếu mà để giải thích thật là giống như là thật là dễ hiểu và rõ hiểu, dễ một cách rõ ràng chi tiết về về những cái từ màu xanh xanh đấy á, thì là mình sẽ lại quay trở lại về những ví dụ như là về tâm thái đúng, thì là mình sẽ quay về các cái về an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Rồi quan niệm chuẩn, quan niệm chuẩn là gì, hay là môi trường tốt, cái chữ tốt ở đây á, nó thực theo ý hiểu thì đang nói về những cái mối tương quan giữa con người với nhau, với con người và những cái bạn ở xung quanh. Thế, và cái điểm thứ ba thì em đang nhìn thấy là cái em ngộ ra được là khi mà mình đến với một cái nghề nghiệp nào đấy, hoặc là mình đi giải quyết một vấn đề nào đấy, thì thường ấy là như trước đây thì em sẽ tập trung luôn vào cái năng lực, em tập trung vào cái năng lực. Nhưng mà khi mà, có thể tại thời điểm lúc ban đầu á, thì mình làm cũng là khá ổn, khá tốt, nhưng mà đi một hồi bị mệt, bị đuối sức, là bởi vì là mình chưa có được cái tâm thái đúng. Chưa có được cái tâm thái đúng, rồi cái quan niệm của mình ấy nó cũng chưa có chuẩn. Và có một cái đặc điểm mà em rất thích của đấy cô nói là cái gốc ở đây là cái môi trường, nó sẽ bắt đầu từ cái môi trường. Tại sao có khi là mình năng lực phù hợp với tâm thái đúng, quan niệm chuẩn, nhưng mà mình đặt ở trong một cái môi trường mà giống như là tần số rung động năng lượng không trùng với nhau. Tại sao có nhiều người bạn bạn nào cũng tốt, nhưng mà tại sao mình lại chơi với bạn này mà mình không phải chơi với bạn kia?
Đó. Thì không phải là người mà mình không chơi, họ không tốt, nhưng mà họ có những cái gu, họ có những cái quan niệm, họ có những cái đặc thù, đặc tính, sở thích khác mình, cho nên là mình không chơi đâu, chứ không phải là mọi cái người đó không tốt, hoặc là bản thân mình không tốt. Cho nên là cái mà em rất là tâm đắc ở cái chỗ này là đó là cái môi trường tốt. Môi trường tốt thì nó sẽ là một cái điều thúc đẩy cho cái việc là cái quan niệm mình được thể hiện cái quan niệm, mình được tiếp cận các cái quan niệm nó đúng ở trong môi trường đó, hay là ví dụ như là cái tâm thái chẳng hạn, nó sẽ lưu giữ cho mình, giúp mình củng cố được cái quan niệm, cũng như là giúp mình củng cố được cái năng năng lực mình đang có. Thế cho nên là ở và cũng ở tại thời điểm này em thấy rõ ràng là mình mong muốn có một sự chuyển hóa, mình mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình mình, cho công việc của mình, cho các động cộng đồng khác, thì rõ ràng là cái việc mình tiếp cận những cái kiến thức ở bên tổ chức quýt này, nó mang tính toàn diện, nó mang tính toàn diện thật sự, và nó giống 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 như là có một cái sự dung chứa rất là lớn ở trong môi trường này. Thì em cảm thấy là cái việc là mình học, mình ăn, mình học rồi mình giống như là mình vần vò với lại cái phần kiến thức và những cái giờ học này á, rất là xứng đáng. Nên và em cũng 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 cảm thấy là mình có rất là nhiều phúc báu khi mà mình được gia đình hỗ trợ, được chồng, được con, được mẹ mình hỗ trợ, xong rồi khi mà trong quá trình mình học ấy, thì mình lại được cái sự trợ lực của các thầy cô cũng như là của các bạn đồng môn đó. À, thì với lại cái bức tranh mà cô đang nói về quy trình thành công của nhà lãnh đạo siêu phàm, em không biết là mình siêu phàm hay là lãnh đạo siêu phàm gì, nhưng mà em cảm thấy là những cái lợi lạc mình nhận được từ cái kiến thức của tổ chức quýt của các thầy cô chia sẻ, thì em thấy là mình đã có những cái giống như là mình đã có được những cái quả rồi. Cái quả mà gọi là quả như ý mà trước đây mình không nghĩ là mình gặt hái được. À, thì nhân đây em cũng rất là xin lời trân trọng biết ơn đến thầy Toàn cũng như các thầy cô cũng như là các đội ngũ của anh chị đã đang phụng sự. À, em xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và dâng chờ em ạ. Chúc mừng chị Thủy. À, dạ, biết ơn chị. Thêm một doanh nhân, thêm một người mẹ, thêm một nhà lãnh đạo siêu phàm nữa. Chưa biết là siêu phàm ở bên ngoài như nào, nhưng đầu tiên dám kiến tạo môi trường cho các con, cho các con của mình, cho người thân yêu, cho bố mẹ mình, cho các con của mình, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ đẻ, rồi anh em của mình, rồi người người đồng hành cùng với mình là chồng mình, con mình. Cái điều đấy cũng là rất đặc biệt rồi cả nhà. Kinh doanh được gia đình thành công thì lúc đấy nó kinh doanh được đoàn đội, kinh doanh là sự nghiệp thành công. Nên Phương rất rất là trọng cái tri thức này, bởi vì là cái tri thức là nó không báng người khác là phải gì ạ, là phải phải hy sinh một cái gì, không có cái chuyện đấy, không có chuyện đấy, mà luôn luôn các anh chị nhìn vào từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, nó luôn luôn có một cái thứ tự ở đó, theo đúng cái thứ tự đấy. Nên là gì, mình cứ làm theo, mình theo đúng, làm theo đúng cái thứ tự, theo đúng cái trật tự ấy đi, kinh doanh gia đình thành công và kinh doanh sự nghiệp thành công bắt đầu từ việc kinh doanh môi trường, tức là bắt đầu từ cái việc kiện toàn từ chính mình ấy này, từ chính con người mình này. Thì môi trường tốt bắt đầu từ mình, môi trường tốt bắt đầu từ cái việc là mình kiện toàn nhân cách của chính mình. Thì những cái nhân cách cái Phương nói rồi, chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần có một công thức duy nhất, mình quay lại những cái định nghĩa, chín cái định nghĩa nhân cách này cộng với lại gì, cộng với lại cái định nghĩa về về nhân cách, thì chúng ta sẽ ra cái nhân cách, tên của từng nhân cách và định nghĩa của từng nhân cách hết. Rất đơn giản luôn. Và chúng ta nghi vấn làm rõ trong đấy là xong. Và hôm nay mình biết được cái ý nghĩa của cái môi trường nó bắt nguồn từ đâu. Và nó chính là cái nền tảng để mình có thể là gì, à, xây dựng được gia đình của mình. Và nền tảng để mình xây dựng được sự nghiệp. Chứ không có cái chuyện là hy sinh sự nghiệp và hy sinh bản thân. Không có. Mà gì, mình tốt đi, gia đình mình tốt, đoàn đội tốt, bạn bè mình tốt, thì lúc đấy sự nghiệp của mình tự nhiên tốt. Chúng ta cứ làm theo đúng thứ tự đi cả nhà. Với cao nhân đã đúc rút ra được rồi, nhưng mình lại có dám làm hay không đâu. Nó siêu phàm là gì? Siêu phàm dám làm những cái thứ, những thứ phức tạp là một cách đơn giản ấy. Siêu phàm là chỉ dám là gì, đi ngược lại với những cái xã hội đang ghi nhận thôi. Xã hội đang đi là gì, đi từ sự nghiệp trước, đi từ năng lực trước. Siêu phàm thì dám đi ngược lại với xã hội thôi cả nhà. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng ấy, đến rồi đến cuối cùng thì mới biết ai hơn ai mà. Nên là những cái thứ là cũng có gọi tên ra được rồi ấy, chúng ta dám lại, dám làm ngược lại, dám đi ngược lại với xã hội,
chứ đâu có phải đi ngược là đi sai đâu, đúng không cả nhà? Đi ngược lại cái bối cảnh xã hội thôi, nhưng mà chính thức đấy là nó mới thuận đấy, bắt nguồn từ chính mình. Môi trường này kiến tạo từ chính mình, từ mình làm giàu nhân cách, mình kiện toàn nhân cách, tìm thêm hai người nữa tạo thành một cái diện, phát triển gia đình, phát triển tổ chức và diện làm cho xã hội cả nhà nha. Biết ơn bối cảnh của chị Thủy. Phương xin phép mời chị Ngọc Linh. Mời chị Ngọc Linh mắc nói. Dạ. Để Phương mở mic cho chị ạ. Dạ, em biết ơn cô ạ. Thực ra là em giơ tay là mong muốn là nhờ cô hỗ trợ bật mic cho em Việt Anh được chia sẻ. Thì À. em Việt Anh em mới bật mic giơ tay từ đầu nhưng mà chưa được hỗ trợ bật mic nên là em mới sợ em mới không được chia sẻ. Việt Anh là một học sinh hòa nhập cộng đồng cô ạ. Hôm nay À. là buổi học thứ 19 của em và mai em phải theo cậu về quê thăm bố và em không được sử dụng điện thoại cũng như là ở quê không có mạng. Trong đó mong muốn của em là được nói lời cảm ơn cô cùng ban tổ chức. À, em nói rằng là em có nghe, tức là em là cô giáo của Việt Anh, em có gửi cho Việt Anh khóa ghi âm và em có nghe ghi âm nhưng em nói là em muốn học trực tiếp và em rất là tiếc vì là hai buổi cuối cùng em không được học. Và hôm nay buổi cuối cùng trước khi về quê thì em mong muốn được bật mic cảm ơn cô giáo cùng ban tổ chức. Em học đến buổi 19 và em có sự thay đổi rất là lớn bên trong nội tâm mình. Và em bắt đầu khám phá những cái điều mới mẻ trong bản thân mình nhưng mà em không biết chia sẻ diễn giải thành lời như thế nào. Và hôm nay là em rất là hạnh phúc khi được nói lời cảm ơn cô Vũ Phương cùng ban tổ chức ạ. Em xin hết ạ. Rất là biết ơn cô đã chứa đựng và được cho em Việt Anh cơ hội được chia sẻ trên một cái Zoom lớn như này. Đây cũng là lần đầu tiên em chia sẻ trước đám đông và cũng là lần đầu tiên trong đời em được nói chuyện cùng với lại các thầy cô cùng với lại các lý ở trên Zoom ạ. Em biết ơn cô Vũ Phương, biết ơn mọi người ạ. Biết ơn chị Ngọc Linh. Chị Ngọc Linh là cô giáo của bạn Việt Anh luôn đúng không ạ? À thế thì Phương biết rồi. Bởi lúc đấy Phương nghe là một câu bạn ấy nói là cô giáo tuyệt vời thì Phương biết rồi. Dạ biết ơn cô giáo Ngọc Linh tuyệt vời. Phương hiểu ý rồi. Lúc đấy Phương có nghe bạn nói một câu và Phương cũng để ý bạn này là từ 2 hôm trước là bạn ấy cũng đâu đấy muốn giơ tay nhưng mà lại hạ xuống. Với bối cảnh thì lớp mình cũng là học quá giờ nên là Phương không tiện bật mic thôi. Là Phương để ý bạn mấy lần là có comment ở trong hộp trò chuyện. Dạ, biết ơn cô giáo tuyệt vời. Thấy bạn ấy cứ nghẹn ngào, bạn nói một cái điều gì đó với một ai đấy. Lúc đấy mình chỉ nghe là cô giáo tuyệt vời, không biết bạn ấy gửi tới ai. À, hóa ra là học trò cô Ngọc Linh. Dạ, biết ơn cô Linh. Chúc mừng cho Việt Anh. Dạ. Biết ơn cả lớp đã tạo điều kiện cho Phương cũng như là lắng nghe cái câu chuyện của bạn, cho bạn cơ hội mà được được nói chuyện. Dạ. Phương xin phép mời chị Hằng Trần. Phương mở mic cho chị nha. Dạ. Dạ, em xin biết ơn cô ạ, biết ơn cả nhà, cả các anh chị em ở trong lớp học cho em được chia sẻ ngày hôm nay ạ. Thưa cô là em tên là Trần Thị Hằng, em đang ở Sài Gòn. Tuổi vật lý thì năm nay là em sinh năm 1963. Hôm nay thì em đến bây giờ thì em từ khi biết viết thì em xác định là em đang tuổi 20 ạ, và chắc là mãi mãi tuổi 20. Thì mình có được một cái tâm thái, một cái sức khỏe và một cái tinh thần sống lạc quan yêu đời như tuổi 20 ạ. Thực ra thì em đã tham gia cái em biết được khóa học ở của viết cũng khá là lâu rồi cô. Từ là của khóa 19 em đã học và sau đó thì có công việc bận thì nó lại sao nhãng mất một thời gian, sau đó thì đến khóa 25 26 thì em có học lại. Và thực sự cũng nói thật với cô là trong quá trình học thì tại vì cũng lúc học thì lại cũng là cái giờ mà cháu nội đọc bài ấy, cô nên là cũng có sao nhãng nhưng mà cũng vẫn có chuyển hóa cô. Và đến bây giờ thì thực sự là gia đình em có những cái thay đổi rất là lớn trong cuộc sống gia đình. Đã cảm nhận thấy cái hạnh phúc của gia đình. Và trong gia đình thì con dâu và con trai cũng đã tham gia học lớp thấu hiểu nội tâm. Hôm nay thì mấy hôm nay thì cháu nội cũng đang học lớp nội tâm của Kít.
Nói chung thì có một cái điều rất là tuyệt vời là cả gia đình đã có chung một cái đồng thuận, đồng ngôn, đồng thuận. Thì đó là cái điều mà tuyệt vời nhất trong gia đình. Thì hôm nay với cái bài học quy trình thành công của nhà lãnh đạo sư phạm này cô, thì em nghĩ rằng nó có thể áp dụng được cho tất cả các cái môi trường ạ. Đầu tiên là môi trường gia đình. Rất là vui là khi mà cô chỉ ra là khi mà mình xây dựng được môi trường tốt là bắt đầu từ bản thân của mình, sau đó mà khi mình có quan niệm chuẩn, có tâm thái đúng, có năng lực phù hợp thì mình lại thu hút được dân số, những người có văn hóa như mình. Thì đó là cách mà ngay cả trong gia đình mình cũng hiện tại đang làm, tức là khi mà có con dâu, có con rể, rồi có cháu nội cháu ngoại thì mình cũng xây dựng bắt đầu từ đó, quay về cái môi trường tốt. Thì ngay trong gia đình mình đã có được, đấy là kinh doanh gia đình thành công rồi. Một cái câu nói rất là hay là kinh doanh gia đình thành công thì kinh doanh sự nghiệp mới thành công ạ. Cái đó em thấy thật sự là đúng. Ra nhiều bài học hay lắm cô, và em chỉ biết là em đã được chuyển hóa rất là nhiều. Em cứ nghĩ quay lại là ngày xưa, và em nghĩ là chắc là tổng nghiệp em có cái mong muốn đấy cô ạ. Là từ xưa đến giờ em cứ mong muốn có một cái môi trường tốt, mà bản thân mình thì em cũng nghĩ là mình là một người rất là thích sống, rất là tích cực, nhưng mà em lại không có phù hợp với những cái, tức là mình vẫn đang có một cái nhìn ở ngoài xã hội ấy, là những cái mà tiêu cực thì mình không đón nhận và mình cứ né tránh ấy cô, tức là mình muốn tránh đi những cái đó nhưng mà mình không dám đối diện, tức là mình không muốn đối diện và không dám đối diện. Thì tức là mình cũng đang chưa biết cách để làm sao dẫn dắt họ trở thành những con người tích cực. Thì đến bây giờ em đã hiểu rằng là ngay từ bản thân mình, bắt đầu từ từ mình, môi trường tích cực là môi trường tốt là phải từ mình đầu tiên, và mình lan tỏa cái đó. Và đến bây giờ thì em cảm thấy rất là tuyệt vời là mình đã tìm được môi trường rồi, tìm được môi trường và mình đã bắt đầu biết dẫn dắt cái cách để mà mình truyền tải chia sẻ cái môi trường tích cực này đến nhiều người hơn. Và ngay cả gia đình thì em thấy cái sự thay đổi của gia đình đã làm cái điều tuyệt vời lắm đối với mình rồi. Mình đã mong muốn một đã rất là lâu mình mong muốn một cái gia đình như thế, một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Mình cũng không hiểu tại sao trước kia mình lại cứ có, ngày xưa thì mình tin vào bói toán là cái tuổi này với tuổi kia thì là khắc khẩu, nhưng mà thực sự thì khắc khẩu là do mình nhà cô đó. Thì đến bây giờ mình đã hiểu, mình không còn nghĩ được nghĩ đến những cái điều đó nữa. Thực sự thì em cũng nói thật là trước đây thì khi mà đi công tác ấy, đang còn làm ấy, thì mình cũng có giữ cái vị trí lãnh đạo của cơ quan, và theo cách nhìn nhận của mọi người thì mọi người cũng đánh giá mình là người cũng rất là sống rất là tình cảm, rất là sự yêu thương anh chị em ở trong cơ quan, và cũng làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà đâu đó thì trong tâm tâm của mình thì mình cũng thấy rằng là mình cũng có rất là nhiều áp đặt, tức là mình vẫn đang có cái nhìn nó không thực sự là thấu hiểu người khác với cô. Thì đến bây giờ thì mình đã hiểu cái điều đó, và em thấy bản thân mình thay đổi rất là nhiều. Và em biết ơn chương trình rất là nhiều, biết ơn cô, biết ơn tất cả các thầy cô ở trong tổ chức huyết của mình, và biết ơn tất cả những cái điều mà anh chị em chia sẻ, những cái tất cả những cái bài học chia sẻ ở trong 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 lớp học ấy, đều vô cùng giá trị với em. Em rất là biết ơn, và em thực sự là em vẫn đang rất là mong muốn là mình đặt ý là mình sẽ vào mentor 6 đó cô. Biết ơn cô rất là nhiều ạ. Mấy hôm nay thì cháu nội học cái nội tâm, cháu đã học cái tư duy tài chính, quản lý tài chính cá nhân cho kids rồi, và cháu rất là thích. Và cháu đang học cái lớp nội tâm mấy hôm nay thì cháu nghĩa là học rất là say sưa và ghi chép rất là tỉ mỉ cẩn thận, mặc dù mới chỉ 8 tuổi, nên là cũng làm cho gia đình rất là vui cô ạ. Em biết ơn cô, biết ơn cả nhà. Dạ biết ơn bà nội bà nội tuổi 20
Siêu mà mình tuổi 20 chứ không phải là bình thường đâu đúng không cả nhà? Gia đình giàu chứ. Cái việc mà quay trở lại ấy cả nhà, khi mà có tăng dân số ấy, hay là khi mà chúng ta có cái dân số này cả nhà, thì quay trở lại với cái môi trường này là bắt đầu cho cái việc mà chúng ta đồng ngôn với nhau ấy. À, bắt đầu cho cái việc đồng ngôn. Dạ, mình cũng đồng và người khác cũng đồng, bắt đầu lại cho cái việc là đồng ngôn. Đồng ngôn được thì mới có đồng thuận được, và có đồng thuận mới có đồng hành được. Dạ. Và có đồng hành được rồi thì mới có cơ sở để cho doanh số bền vững, thành tích cao và thành công viên mãn cả nhà nha. Nó bắt đầu cho cái việc của chúng ta quay trở lại củng cố môi trường, nhúng mình vào môi trường để đồng ngôn đấy. Dạ. Nên là cô dâu mới về là đồng ngôn với gia đình là bắt nguồn từ đây. Chú rể về cũng là như vậy. Một em bé mới được sinh ra hay là như thế nào đấy, một thành viên vào cái công ty của mình ấy, bắt đầu cho cái việc đồng ngôn đây, quay trở lại cố vấn đạo môi trường nha cả nhà. Dạ. Biên cả nhà. Điên siêu bà nội. Học phần này thì còn nhiều lắm, bối cảnh thì mỗi lớp mỗi khác, nên là học phần nhân cách nó, tại vì có đến 9 nhân cách cơ mà cả nhà, cái quá trình ra là cả cái quá trình kiện toàn và làm giàu, nên là các anh chị cứ trở đi trở lại các khóa ấy, thì mỗi thầy cô chúng ta gặp thầy, người thầy lớn của mình thì sẽ được chia sẻ cái tổng nghiệp đấy, thì thầy sẽ cho ta góc nhìn phổ quát, rồi mỗi thầy cô sẽ có một cái thể nghiệm nội tâm riêng, thì trong cái thể nghiệm nội tâm đấy thì đâu đó có thể cái nghiệp duyên này lại kích phát cái tổng cái nghiệp thức, cái hiểu biết hay là một cái gì đấy trong anh chị thì sao. Thế nên là cả nhà chúng ta cứ nghe nhé, đón nhận nhé. Giống như gì ạ, mát sắp tới hay ngày mai ngày mốt có những master khác, có thầy cô master khác lên, thì chúng ta cứ giúp Phương là cùng đón nhận các thầy cô như thể các anh chị đang đón nhận và chứa đựng Phương, và thậm chí còn đón nhận chứa đựng hơn nữa, là cái cơ sở và là cả cái cơ hội để chúng ta làm giàu lên cái vốn của mình nha cả nhà. Dạ. Biết ơn cả nhà. Dạ, ngày hôm nay chắc đến đây đâu nhỉ cả nhà nhỉ. Hôm nay đến đây cả nhà nhỉ. Bài học tâm đắc hộ gia mình để dành sáng mai, tối mai chia sẻ tiếp nha. Dạ. Ai mà có biết thông tin của lớp Kids thì gửi lên giúp Phương ạ, hoặc là các anh chị theo sát kênh thông tin của tổ chức ấy, thì có thể nắm bắt được ạ. Dạ. Trân trọng biết ơn cả nhà. Phương mở mic để cả nhà chào nhau nha. Chào nhau, kết thúc buổi học ngày hôm nay. Biết ơn cả nhà đã đồng hành cùng với Phương ạ.